Tập 167. Tiểu tử, ngươi muốn diệt sát ta sao? Ma Ly từ trong sát ý không thèm che giấu kia không khó để nhìn ra sát ý của đối phương, lập tức khuôn mặt lành lạnh, ma khí ngăn cản lôi đình oanh kích, khóe miệng lộ ra một tia vui vẻ tàn nhẫn, tựa hồ còn có chút không hề sợ hãi, trầm giọng nói. Khặc khặc xxxxxx, muốn diệt sát ta, sợ rằng ngươi cũng phải đi theo đệm lưng đây, ta đến từ viễn cổ. Há một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa như ngươi nói diệt sát là có thể diệt sát chứ? Đến từ viễn cổ thì đã sao, nếu ngay từ đầu ngươi muốn cá chết lưới rách thì có lẽ còn cơ hội, nhưng ở trong tử lôi huyền đỉnh rồi, ngươi không còn tiền vốn gì để kêu gào nữa đâu. Lục Lâm Thiên dứt lời, lập tức quanh thân kịch liệt dâng lên một cỗ hỏa viêm dung nham lam sắc, lập tức từ đó cuồn cuộn ngưng tụ ra một hỏa viêm cự nhân khổng lồ lam sắc trọn vẹn hơn 1000 trượng đứng sừng sững trong tử kim lôi hải. Hỏa viêm cự nhân đứng vững tựa như một ngọn núi, chung quanh hỏa viêm lam sắc nóng bỏng âm hàn cuồn cuộn mà lên, như sóng to gió lớn vậy, nhiệt độ khủng bố kéo lên, không gian chung quanh lôi hải đều bị đốt cháy thành hư không. Khí tức thật mạnh. Trong khí tức nóng bỏng âm hàn khủng bố còn thẩm thấu lấy một cỗ khí tức man hoang thương cổ, loại khí tức kia khiến Ma Ly cảm thấy hủy diệt, trong ánh mắt hoảng sợ phóng thích ra ma khí ngập trời cuồn cuộn, hắn biết rõ đối phương đã nổi lên sát ý. Hắn không còn cơ hội nào nữa cả, chỉ có thể cá chết lưới rách thôi. Ngao 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 ngao. Trong tử kim lôi hải, 9 đầu lôi long gào thét, như 9 sợi thiên tỏa chi liên lướt đi, trói chặt trên thân hình to lớn của Ma Ly. Ma Ly toàn lực cũng không cách nào giãy giụa ra được. Cùng lúc đó, hỏa viêm cự nhân lam sắc cực lớn kia lướt qua lôi hải mà đến, dung nham lam sắc trong miệng tuôn chảy ra, dưới dung nham hỏa viêm lam sắc kia. Ma khí khó có thể chống cự nổi bị đốt cháy trở thành hư vô. Ngao. Đồng tử Ma Ly rút lại run rẩy, một đầu hỏa long song đầu lam sắc đã lướt đến trước mi tâm hắn, hỏa viêm nóng bỏng âm hàn mang theo khí tức nguy hiểm kinh người, sau đó chui vào trong mi tâm hắn không thấy đâu nữa, linh hồn của hắn chỉ một thoáng đã bị thiêu rụi hoàn toàn từ từ hóa thành hư vô. Mấy ngày sau, trong thâm uyên, một thanh niên áo lam và một thanh niên mặc kim bào nhảy ra. Lão đại. Luyện hóa tên Ma Ly kia hiệu quả thế nào rồi? Tiểu Long hỏi Lục Lâm Thiên, trên khuôn mặt Lục Lâm Thiên lộ ra vui vẻ, trả lời. Không hổ là cường giả viễn cổ, áo nghĩa bổn nguyên rất mạnh, năng lượng cũng không yếu, khiến linh hồn phân thân của ta tiến bộ không ít, nếu hắn khôi phục đến thời kỳ toàn thịnh thì thật sự rất khó đối phó đấy. Vậy cũng không nhất định, chúng ta liên thủ, chỉ cần không phải hư vô chi cảnh vậy thì không có vấn đề gì cả. Những bán hư vô và thánh hồng chi cảnh viễn cổ kia tốt nhất là chia nhau ra, đã đi ra thì cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Tiểu Long cười hắc hắc, sau khi đặt một chân đến hư vô thì dưới hư vô hắn đã không để vào mắt nữa rồi. Nhưng vẫn phải cẩn thận chút mới được, những cường giả viễn cổ kia so với cường giả hiện giờ mạnh hơn không ít, nói không chừng bọn hắn còn có thủ đoạn riêng của mình, đề phòng chút mới tốt. Lục Lâm Thiên nói với Tiểu Long. Lúc linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm thể ở trong thiên trụ giới luyện hóa Ma Ly, Lục Lâm Thiên liền phát hiện Ma Ly thân là cường giả viễn cổ, về mặt cường độ thân hình còn mạnh hơn cường giả thiên ma tộc hiện giờ không ít, nếu không phải thái cổ U Minh Viêm thể cường hãn thì thật đúng là khó có thể luyện hóa được. Lão đại, phía trước không xa hình như có thánh hồng chi cảnh. Bỗng dưng, Tiểu Long ngưng thân hình lại, ánh mắt nhìn về hư không phía trước, trong linh hồn dò xét đã phát hiện ra gì đó. Thân là Thanh Long hoàng tộc, linh hồn lực của hắn tự nhiên là không cần nói cũng biết. Hai tên thánh hồng chi cảnh, người Thiên La Minh, chỉ tiếc không phải cường giả viễn cổ, hơn nữa còn là người quen nữa. Lục Lâm Thiên khẽ mỉm cười nói. Ánh mắt Tiểu Long nhảy lên, nói. Người Thiên La Minh, lão đại, vậy có động thủ không? Người Thiên La Minh, đương nhiên không thể buông tha rồi, gợi yêu ta ít một tên. Lục Lâm Thiên lộ vẻ mỉm cười trên mặt, khóe miệng nhếch lên một đường cong lạnh lẽo. Hoàng hôn, tà dương như máu, bao phủ quanh dãy núi, khiến cho sơn mạch lộ vẻ tiêu sát. Hai đạo thân ảnh lơ lửng giữa không trung, khí tức cường hãn chấn động, không gian chung quanh cũng nổi lên một chút chấn động. Sau lưng hai thân ảnh kia, còn có hơn 10 đạo thân ảnh, nguyên một đám khí tức cũng cực kỳ cường hãn, cửu nguyên hóa hồng cũng có mấy người. Nhưng nguyên một đám ánh mắt nhìn về phía hai đạo thân ảnh phía trước đều tràn ngập vẻ kính sợ. Đã tra được chưa, đến cùng Thánh Nguyên ở nơi nào, lần này chúng ta nhất định phải tìm được Thánh Nguyên. Một bà lão sắc mặt hơi trầm xuống, lúc còn trẻ hắn cũng là một mỹ nhân, nhưng đã đến độ tuổi này rồi,
sợ rằng đối với dung nhan đã sớm phai nhạt, trong lòng chỉ có tu luyện, đặt chân hư vô mới là thứ nàng muốn truy đuổi. Khởi bấm lão tổ, nơi hạ lạc của Thánh Nguyên hiện giờ không ai có thể nói chuẩn cả, có không ít tin đồn, chúng ta cũng đang toàn lực nghe ngóng tin tức. Một tên đại hán khí tức lành lạnh, bộ dáng xấu xí cung kính trả lời bà lão kia. Lần này Thánh Nguyên đối với chúng ta cực kỳ trọng yếu, không bao lâu nữa sẽ có một hồi đại chiến xảy ra, chỉ có đạt được Thánh Nguyên, nhất tộc chúng ta mới có thêm lực để bảo vệ mình, tất cả mọi người phải toàn lực tìm kiếm Thánh Nguyên cho ta, người lười biếng xử trí theo tộc quy. Một lão giả bên người bà lão trầm giọng nói, ngữ khí uy nghiêm lạnh lùng, khí tức lăng lệ ác liệt âm hàn, bất quá bộ dáng cũng cực kỳ xấu xí. Vâng, chúng ta sẽ toàn lực tìm kiếm, nhất định mau chóng tìm được tin tức Thánh Nguyên. Đại hán xấu xí cung kính đáp, dưới khí tức của lão giả xấu xí kia, thân ảnh hắn cũng không chịu được phải lui về sau một chút. Coi chừng, nhanh tránh. Ngay khi đại hán xấu xí vừa dứt lời, khuôn mặt bà lão và lão giả xấu xí kia liền bỗng nhiên biến hóa, một cỗ cảm giác nguy hiểm cực lớn chợt lan tràn trong lòng, lời còn chưa dứt, còn chưa kịp phản ứng lại thì không gian phía trên đã lập tức vỡ ra một đạo khe hở, một cỗ kim sắc hỏa diễm nóng bỏng cả linh hồn hóa thành hơn 10 đạo thất luyện kim sắc, như từng đạo lôi ảnh màu vàng, lập tức đã bạo lướt vào trong đám người kia. A hát! Lập tức âm thanh thê thảm truyền ra, dưới thất luyện kim sắc hỏa diễm, nguyên một đám hóa hồng cảnh hóa thành cho tàn. Phàm là người dính phải kim sắc hỏa diễm kia liền giống như bị giòi bám trong xương vậy, căn bản không cách nào giãy giụa ra được, bị đốt đến thần hồn câu diệt. Dám đánh lén La Sát nhất tộc ta, muốn chết. Bà lão và lão giả kia phục hồi tinh thần lại trước tiên, nhìn thấy trong nháy mắt tộc nhân đã bị tổn thất thảm trọng lập tức nộ khí trùng thiên, hai người từng người bùng lên một cỗ năng lượng ngập trời cuốn đi, hai đạo năng lượng công kích xuyên thủng hư không, như gió bão cuốn vào trong vết nứt không gian kia. Bành bành, tiếng nổ vang trầm thấp bạo liệt vang lên, mảng lớn không gian sinh sinh bị phá hủy thành hư vô, nhưng lại không có nhìn thấy bất luận cái gì thân ảnh. Rầm rầm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Xa xa giữa không trung, hai đạo thân ảnh trẻ tuổi phá không mà ra, lam sắc hỏa viêm và kim sắc hỏa diễm lan tràn trên người tựa như vô số linh xà phô thiên cái địa cuốn tới. Bao lấy hơn 10 tên hóa hồng cảnh còn lại của La Sát nhất tộc đang khủng hoảng và cấp tốc chạy đi vào trong, lập tức tiếng kêu gào thê thảm bộc phát ra, nguyên một đám hóa hồng cảnh hóa thành mảnh vỡ, hóa hồng cảnh còn lại cũng bị lam sắc hỏa viêm và kim sắc hỏa diễm bao lấy thiêu đốt, sợ rằng cũng không chống cự được thêm bao lâu nữa. Bọn chuột nhắt muốn chết. Chỉ sát na ngắn ngủi, bà lão và lão giả xấu xí lần nữa đánh tới bóng lưng thanh niên mặc kim bào và thanh niên mặc lam bào kia. Năng lượng khủng bố cuốn tới nương theo năng lượng mênh mông ẩm ẩm ập tới. Trước năng lượng chấn động kia, cả phiến không gian rộng lớn đều vặn vẹo, khí tức hủy diệt khuếch tán, bà lão và lão giả kia rõ ràng đã ra tay toàn lực, thế muốn đánh chết hai người kia tại chỗ. Sau lưng thân ảnh lam bào và thân ảnh kim bào kia như mọc ra mắt vậy, hai người lập tức quay người lại, từng người bắn ra một cỗ năng lượng nóng bỏng âm hàn lam sắc và một đạo cột sáng năng lượng bàng bạc bạo lướt tới hai người kia. Năng lượng chấn động đáng sợ lập tức tràn ra, những nơi năng lượng đi qua, không gian đều nứt vỡ lộ ra vệt đen kịt khiến nhân tâm rung động đến cực hạn. Bành bành! Năng lượng đỡ upsilon.ng vào nhau vang lên tiếng lôi bạo hung hãn tựa như sấm sét giữa trời quang vậy, nương theo năng lượng kình phong cuồng bạo cuốn xuống khiến cả phiến hư không rộng lớn bị sốc lên nguyên một đám không gian thâm động, năng lượng đáng sợ lan tràn khắp nơi. Ngay tại lúc đó, bà lão và lão giả xấu xí kia liền lập tức lảo đảo lui về sau. Mà thân hình thân ảnh lam bào và thân ảnh kim bào kia cũng có chút lướt động, hai người đứng thẳng ở đó, quay mắt về phía bà lão và lão giả, ống tay áo khẽ nhúc nhích, đứng chắp tay, trên người mỗi người đều tràn ngập năng lượng đáng sợ. Là Long Huyền thần thú thế giới, đó là... Thân hình bà lão và lão giả xấu xí bị đẩy lui, khuôn mặt trong chốc lát trở nên âm trầm khó coi. Đến khi thân ảnh ổn định lại, ánh mắt nhìn rõ thanh niên mặc kim bào kia, lập tức liền lộ vẻ kinh ngạc. Thanh niên mặc kim bào kia tuy rằng bọn hắn không quá quen thuộc, nhưng có biết, ban đầu ở trong thương khung bí cảnh còn từng có gút mắc với nhau nữa, đó không phải là Long Huyền, chân lý niết bàn giả của thần thú thế giới, hậu nhân thanh long nhất tộc thì còn ai nữa, hơn nữa hắn tựa hồ còn có quan hệ rất lớn với Huyền Vũ nhất tộc nữa. Mà khi nhìn qua thanh niên mặc lam bào kia, bà lão và lão giả xấu xí kia cảm thấy cực kỳ quen thuộc. Nhưng lại không nhận ra là ai. Bỗng dưng,
Bà lão kia nhìn qua Lục Lâm Thiên, ánh mắt chốc lát tuôn ra vẻ kinh hãi, nói. Khí tức trên người người, ta biết rồi, ngươi là Lục Lâm Thiên, hỗn độn thế giới chi chủ Lục Lâm Thiên linh hồn phân thân U Minh, ngươi là U Minh. Lục Lâm Thiên mỉm cười, bà lão và lão giả xấu xí này Lục Lâm Thiên tự nhiên cũng không xa lạ gì, chính là bà Đề và bà La Na của La Sát nhất tộc, khí tức nóng bỏng âm hàn chấn động, nói nhỏ. Bà Đề, bà La Na, chúng ta lại gặp mặt rồi. Ngươi, trong mắt bà lão lộ ra vẻ kinh hãi, nhìn qua Lục Lâm Thiên, thân hình run lên nói. Ngươi thật sự là Lục Lâm Thiên, ngươi không phải đã bị thần linh thánh vương đánh trọng thương rảo sát thân hình rồi sao, sao ngươi còn có thể xuất hiện được chứ? Lục Lâm Thiên, thật sự là Lục Lâm Thiên. Lão giả xấu xí nghe vậy, sắc mặt cũng bắt đầu hoảng sợ. Hiện giờ ai cũng biết Lục Lâm Thiên chính là hỗn độn thế giới chi chủ, bà lão và lão giả kia liếc mắt nhìn nhau, vừa rồi giao thủ cũng đã biết được thực lực của Lục Lâm Thiên và Tiểu Long thế nào rồi, so với bọn hắn chỉ có mạnh hơn chứ không yếu. Lúc đầu vốn tức giận ngập trời giờ lại đổi thành kinh hãi, trong mắt chớp động ý sợ hãi, định lập tức quay người bỏ chạy. Lão đại, mỗi người một tên, xem thử ai nhanh hơn. Tiểu Long vừa dứt lời thân ảnh đã khẽ động, lập tức liền bạo lướt ra, phong tỏa đường lui của bà lão kia. Hừ, thực cho rằng có thể làm gì được chúng ta sao, mấy vị lão tổ La Sát nhất tộc chúng ta trở về, La Sát nhất tộc sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu. Bà lão bị ngăn trở, cũng lập tức cắn răng, hung hăng quát một tiếng, thân ảnh cũng đồng thời lướt nhanh ra, lập tức hung hăng đỡ upsilon.ng vào Tiểu Long. Lập tức một cỗ năng lượng kinh người bạo động cuốn khắp mọi nơi, nhưng chỉ vừa đối mặt, thân hình bà lão kia đã bị Tiểu Long đẩy lui trở lại. Oanh! Thân ảnh Lục Lâm Thiên cũng bỗng nhiên xuất hiện ở trước người lão giả xấu xí, ánh sáng màu lam hiển hiện, khí tức nóng bỏng âm hàn, một đạo quyền ấn nóng bỏng âm hàn ẩn chứa hủy diệt chi lực không chút lưu tình bao phủ tới lão giả xấu xí kia. Khí tức nóng bỏng âm hàn khủng bố hủy diệt khiến cả phiến không gian rộng lớn đều bị bốc hơi thành sương mù hư vô phiêu tán khắp nơi. Tu La Đoạn Hồn. Đối mặt với khí tức hủy diệt nóng bỏng âm hàn kia của Lục Lâm Thiên, lão giả xấu xí biến sắc, khí thế ngập trời bắt đầu khởi động, sau đó hóa thành Tu La Sát chân thân khổng lồ, dùng một loại khí thế vô cùng cường hãn nghiền áp tất cả, nghiền áp đến trước người Lục Lâm Thiên. So thân hình ai lớn hơn sao, vậy thì thử xem a. Lục Lâm Thiên cười cười, dùng nham hỏa viêm lam sắc cuốn ra, trong nháy mắt thân hình hỏa viêm cự nhân lam sắc khổng lồ cả ngàn trượng đã kéo dài qua không gian. Dung nham hỏa viêm lam sắc cuồn cuộn chấn động, ngọn núi mặt đất bên dưới đều bị đốt cháy xì xì, một đạo dung nham hỏa viêm quyền ấn lam sắc lướt đi, xinh xinh đánh nát cả không gian, ầm ầm đỡ upsilon.ng vào La Sát chân thân khổng lồ, hủy diệt chi lực khủng bố chút xuống. Hừ, bị Lục Lâm Thiên đập trúng một quyền, yết hầu La Sát chân thân khổng lồ của lão giả kia truyền ra một tiếng kêu đau đớn, bước chân lập tức lảo đảo lui về sau, ánh mắt càng ngày càng hoảng sợ. Hắn có thể cảm giác được linh hồn phân thân này của Lục Lâm Thiên cũng thánh hồng chi cảnh, nhưng thực lực lại quá mức cường hãn, hắn là La Sát nhất tộc vậy mà cũng không thể so sánh nổi. Đi mau, La Sát độn không. Khí tức mênh mông bắt đầu khởi động, bà lão lúc này dưới một quyền của Tiểu Long cũng bị đánh bay ra xa, vừa mới ổn định thân hình đã thấy lão giả bị Lục Lâm Thiên một quyền oanh lui, lập tức quá sợ hãi, thúc giục La Sát chân thân khổng lồ, bà lão lập tức thi triển thiên phú của La Sát nhất tộc. Thân hình La Sát khổng lồ kia lướt ngang xé rách trường không, không quan chung quanh thân ảnh chấn động nhộn nhạo, lập tức xé rách ra một vòng xoáy không gian, thân hình cao lớn tiến vào trong đó, lập tức muốn biến mất không thấy gì nữa. Khoản này sổ sách về sau lại tính toán. Lão giả thúc giục thiên phú La Sát nhất tộc, cũng theo đuôi bà lão mà đi, hai người không dám dây dưa thêm nữa, trước tiên cứ chạy là thượng sách. Thân là người La Sát nhất tộc. Hai người này ở mặt tốc độ có thiên phú tuyệt đối. Thiên phú tốc độ của La Sát tộc, trong toàn bộ sinh linh 3.000 đại thế giới cũng thuộc về một trong các tồn tại đỉnh phong, muốn đuổi kịp người La Sát nhất tộc, đừng nói là người tu vị cùng cấp độ, coi như là cao hơn một giai chỉ sợ cũng khó mà làm được. Tiểu Long đã sớm được thấy qua thủ đoạn thiên phú của La Sát nhất tộc rồi, lúc trước La Khất La Sát nhất tộc chính là vận dụng thủ đoạn thiên phú này để chạy trốn, nhưng kết quả cũng không cách nào thay đổi được. Lại là chiêu này, ở trước mặt Tiểu Long ra ra người người cũng muốn trốn sao, nằm mơ đi. Âm thanh bá đạo cuồng ngạo vang lên, chẳng biết lúc nào hắn đã thúc giục Kim Long bản thể khổng lồ, kim sắc hỏa diễm quanh thân cuồn cuộn phủ lên không trung một mảnh đỏ thẫm,
một tiếng long ngâm giống như quy minh thanh vang vọng khắp hư không. Ngao! Ngay tại lúc đó, một đạo hư ảnh huyền vũ cự đại hiển hiện giữa không trung, bao phủ trời xanh, tiểu long thúc dục thiên phú huyền vũ nộ của huyền vũ nhất tộc, hư ảnh huyền vũ đông lại không gian, khiến cho trời xanh phải run rẩy. Khắp trời cũng có một cỗ năng lượng kinh khủng lập tức từ bốn phương tám hướng truyền đến, mảng lớn vết nứt không gian đen kịt nhộn nhạo lan tràn bốn phía, uy áp khủng bố lan tràn khắp thiên địa. Theo tiểu long thúc dục huyền vũ nộ, La Sát chân thân của bà lão kia lập tức cứ thế đình trệ, trong lúc nhất thời khó có thể giãy giụa ra được. Phá cho ta! Kim sắc cự long xuyên thủng không gian, há mồm phụt ra một đạo kim sắc hỏa diễm bàng bạc, một cỗ khí tức nóng bỏng bỗng nhiên lan tràn ở trên không, ầm ầm rơi vào trên khuôn mặt La Sát chân thân khổng lồ của bà lão kia. Ken két! Năng lượng kim sắc hỏa diễm cuốn đi, La Sát chân thân khổng lồ của bà lão cũng lập tức rạn nứt, La Sát chân thân khổng lồ nứt vỡ ra từng khúc, một cỗ sóng lửa màu vàng thực chất hóa kinh khủng phảng phất như phong bạo cuốn tới như thiểm địa, bao phủ khiến không trung biến thành một mảnh xích lãng, khí tức bá đạo hủy diệt, kim sắc hỏa diễm kia đủ khiến vạn vật đều hóa thành cho tàn. La Sát chân thân khổng lồ nứt vỡ, khí tức âm hàn ngập trời bắt đầu khởi động, lại lần nữa hóa thành thân ảnh bà lão kia độn không mà trốn như thiểm điện. Ngao! Long ngâm vang vọng, uy áp cái thế, kim long như nhảy ra như lôi đình, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai mở ra miệng lớn giữ tợn nuốt bà lão kia vào trong. Dùng thực lực đã bước một chân vào hư vô và bản thế cường hãn của tiểu long hiện giờ, thánh hồng chi cảnh bình thường há có thể là đối thủ được. Phần phật! Lam sắc hỏa viêm óng bỏng âm hàn lan tràn. Khí tức hủy diệt khủng bố quanh thân hỏa viêm cự nhân cuốn ra từng đợt, khiến không gian trong vạn trượng hóa thành hư vô, một cỗ dung nham thất luyện lam sắc như là cửu u hỏa liệm cột chặt trên La Sát chân thân khổng lồ của lão giả. La Sát chân thân khổng lồ dưới nhiệt độ khủng bố kia dần dần bị hòa tan từng khúc một, dù toàn lực giãy giụa cũng không thể thay đổi được gì cả, khí tức nóng bỏng âm hàn kia căn bản không phải hắn có thể chống cự nổi. Phần phật. Hỏa viêm cự nhân khổng lồ mở ra miệng lớn nuốt lấy La Sát chân thân vào trong miệng, cuối cùng tất cả đều khôi phục lại bình thường, chỉ có một cỗ khí tức hủy diệt là còn tàn lưu tại trong không gian chung quanh. Lão đại, ta nhanh hơn ngươi một bước. Tiểu Long đã sớm thu hồi bản thể, ngay khi Lục Lâm Thiên thu liễm thái cổ U Minh Viêm liền đến bên người Lục Lâm Thiên, bà lão thánh hồng chi cảnh kia đã sớm bị hắn luyện hóa trong người rồi. Lục Lâm Thiên khẽ cười khổ. Tiểu Long hiện giờ đã đặt một chân đến hư vô chi cảnh, thật sự khó mà hơn hắn được. Bỗng dưng, ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ nhúc nhích, ánh mắt thu hồi khỏi hư không bốn phía, cúi đầu nói với Tiểu Long. Chúng ta đi trước đi, bên này có lẽ sẽ đưa tới không ít người, nếu để cho người khác biết là chúng ta làm, về sau hành động sẽ có chút phiền phức. Được. Tiểu Long nhẹ gật đầu, thân ảnh hai người kéo dài qua không gian, lập tức biến mất trong không gian. Thời gian từ từ mà qua, tất cả đại thế giới bên ngoài thương khung chiến trường gần đây vẫn luôn cực kỳ yên tĩnh, đặc biệt là các đại thế lực đỉnh tiêm và cổ tộc, giống như bỗng nhiên đều trở nên im lặng vậy. Ngược lại trong thương khung chiến trường, mảng lớn cường giả tràn vào thương khung chiến trường, thật sự cũng có người ở trong thương khung chiến trường tìm được bảo vật gì đó, chỉ có điều lại không ai phát hiện được tin tức về Thánh Nguyên cả. Nhưng tin tức có Thánh Nguyên lại vẫn tiếp tục bị thêm nhiệt. Bởi vậy ngày càng nhiều cường giả đỉnh tiêm tiến vào thương khung chiến trường, thậm chí tất cả cổ tộc, tất cả thế lực lớn trong toàn bộ 3.000 đại thế giới đều có siêu cấp cường giả tiến vào, bát nguyên đại viên mãn, cửu nguyên đại viên mãn hóa hồng cảnh vô số kể. Loại kết quả này đã hoàn toàn vượt qua khỏi dự đoán của Lục Lâm Thiên và Tiểu Long, không nghĩ tới tin tức về Thánh Nguyên lại có thể đưa tới động tĩnh lớn như thế. Trong những ngày tiếp theo, hai người Lục Lâm Thiên và Tiểu Long lần nữa liên thủ đối phó ba tên cường giả viễn cổ lạc đàn, đều là người đã đặt một chân đến cấp độ hư vô, chỉ có điều vẫn chưa triệt để khôi phục lại, tăng thêm Lục Lâm Thiên và Tiểu Long liên thủ, những cường giả viễn cổ kia căn bản không cách nào đào thoát được. Năng lượng và áo nghĩa bổn nguyên của nguyên một đám cường giả viễn cổ đã mang đến cho Lục Lâm Thiên chỗ tốt cực lớn, Tiểu Long tổng cộng mới cắn nuốt hai cường giả, một trong số đó còn là La Sát nhất tộc. Tuy rằng đã nhận được không ít chỗ tốt, bất quá muốn đột phá đến hư vô chính thức đâu dễ dàng như vậy, bởi vậy ở mặt cảnh giới cũng không có tiến triển quá lớn. Đối với điểm này, bản thân Tiểu Long cũng có chút rõ ràng, hắn nhờ nhận được truyền thừa và năng lượng của hai vị cường giả Thanh Long Huyền Vũ bởi vậy mới có thể có được tu vị như hiện tại, tiến bộ cực kỳ nhanh chóng, nhưng muốn tiến thêm bước nữa sẽ càng thêm khó khăn.
linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm thể của Lục Lâm Thiên thôn phệ tương đối nhiều cường giả, tăng thêm thiên phú của thái cổ U Minh Viêm thể, đoạn thời gian đây có được tiến bộ cực lớn, sau khi liên tiếp cắn nuốt mấy tên đại năng viễn cổ thì Lục Lâm Thiên đã có thể cảm giác được dần dần có một loại dấu vết tiếp cận với bán hư vô chi cảnh, thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Lão đại, gần đây trong thương khung chiến trường ngày càng có nhiều người đến rồi. Trên không một mảnh lục địa như phế tích, Kim Bào Tiểu Long khẽ nhúc nhích, ánh mắt nhìn về phía xa xăm. Đại hồn anh Lục Lâm Thiên về tới trong mi tâm linh hồn phân thân, lập tức thu tử lôi huyền đỉnh vào TNG lòng bàn tay, một tên cường giả thiên sinh linh vật viễn cổ của Thiên La Minh cũng bị thu vào trong tử lôi huyền đỉnh. Lúc nãy đối phó với thiên sinh linh vật cường giả viễn cổ này đã phí không ít sức lực của hai người, thiếu chút nữa đã để hắn chạy mất. Cuối cùng Lục Lâm Thiên tăng thêm đại hồn anh bố trí ra phệ hồn khốn linh trận của phệ hồn nhất tộc, lúc này mới thu hắn vào trong tử lôi huyền đỉnh được. Chúng ta tạm lánh tiếng một thời gian đi, nếu để người biết được là chúng ta làm sẽ có không ít phiền toái đâu. Phiền toái ngược lại không sợ, bất quá gần đây cắn nuốt không ít áo nghĩa bổn nguyên, ta cũng muốn bế quan lĩnh ngộ một thời gian ngắn. Lục Lâm Thiên nói với Tiểu Long, gần đây đánh chết thôn phệ không ít cường giả đã. Cũng đã đến lúc tính tâm lĩnh ngộ một phen rồi, muốn đặt chân đến hư vô chi cảnh chính thức thì lĩnh ngộ mới là điểm mấu chốt. Tiểu Long suy tư một chút, sau đó nói với Lục Lâm Thiên. Lão đại, chúng ta phải về linh vũ thế giới sao, nếu ở nơi đây bế quan thì có chút không được an toàn lắm, gần đây những thánh hồng chi cảnh và cường giả viễn cổ đến không ít. Đến thượng thanh thế giới là được rồi. Lục Lâm Thiên gật đầu, thượng thanh thế giới có thể tín nhiệm được. Vào trong thượng thanh thế giới rồi thì sợ rằng dù là đám thế giới chi chủ kia cũng không dám đến tìm phiền toái, huống chi những chuyện gần đây cũng không ai biết là do bọn hắn làm cả. Thượng thanh thế giới, có lẽ an toàn, vừa vặn gần đây có chút linh cảm, ta cũng muốn hảo hảo lĩnh ngộ một thời gian ngắn, đến lúc đó lại đi đối phó đám cường giả viễn cổ kia. Tiểu Long gật đầu nói, khóe miệng lộ ra vui vẻ, chỉ cần không phải hư vô chi cảnh, hắn cũng không có gì phải quá mức lo lắng cả. Siêu siêu. Hai đạo thân ảnh lập tức lại lần nữa vạch phá bầu trời, như cầu vồng biến mất trong viễn không. Trong thương khung chiến trường vẫn không ai tìm được thánh nguyên, ngược lại không ít cường giả tự dưng biến mất không thấy đâu nữa, cũng có siêu cấp cường giả phát hiện vài chỗ có dấu vết cường giả đỉnh cấp đại chiến qua, việc này cũng khiến khắp thương khung chiến trường trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng, các loại suy đoán bay đầy trời. Mà người khởi xướng lúc này đã đến trong thiên giới mật địa của thượng thanh thế giới bế quan lĩnh ngộ rồi. Ngoại giới 30 năm, trong không gian tầng thứ 9 của thiên trụ giới đã qua 2.700 năm, một đạo thân ảnh trường bào lam sắc ngồi ngay ngắn, trên lam bào quanh thân phảng phất như có dung nham lam sắc muốn tràn ra ngoài vậy, khí tức hủy diệt nóng bỏng âm hàn chấn động. Hô! Đột nhiên, thanh niên áo lam mở hai mắt ra, trong mắt bắn ra thất luyện lam sắc. Một cỗ khí tức nóng bỏng man hoang viễn cổ chấn động, thật lâu sau mới từ từ thu liễm. Đây chính là cấp độ bán hư vô sao. Cảm giác năng lượng sôi trào trong cơ thể Lục Lâm Thiên thì thào nói nhỏ, sau khi cắn nuốt không ít cường giả viễn cổ và thánh hồng chi cảnh, tăng thêm lĩnh ngộ ở mặt áo nghĩa, rốt cục cũng đã khiến cho linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm thể có thể đặt chân đến cấp độ bán hư vô. Bán hư vô, cũng cùng với thánh hồng chi cảnh, đây đều là một loại khái niệm cấp độ cực kỳ mơ hồ. Loại cấp độ này không phải mỗi người đều phải vượt qua, mà là một loại cấp độ chỉ có bản thân mới có thể cảm giác được khái niệm cấp độ rõ ràng, loại cấp độ này rất mơ hồ, nhưng bản thân lại cảm nhận được rõ ràng. Phần phật. Trước không trung, một đầu kim sắc cự long cực lớn, quanh thân lan tràn kim sắc hỏa diễm khiến cho thời không vặn vẹo, không gian hiển lộ gợn sóng không gian màu đen, uy thế kinh người khuếch tán, lập tức hóa thành một thanh niên mặc kim bào. Ngao. Thanh niên mặc kim bào mở hai mắt ra, trong đó một mắt hư ảnh thanh long hiển hiện, mắt kia hư ảnh huyền vũ chiếm giữ, cực kỳ huyền ảo kinh người, uy áp bàng bạc khiến người phải hãi hùng khiếp vía. Lão đại! Sau khi một màn huyền ảo trong mắt thu lại, Tiểu Long lập tức liền đến trước người Lục Lâm Thiên, mắt mang mỉm cười, trong thời gian này tựa hồ hắn cũng đã lĩnh ngộ được rất nhiều. Tiến bộ rất lớn đấy! Lục Lâm Thiên nhìn qua Tiểu Long. Không khó cảm giác ra Tiểu Long những năm này đã có tiến bộ kinh người, hư ảnh thanh long và huyền vũ hiển hiện trong mắt lúc này trước kia không hề có, thực lực hẳn cũng đã có tiến bộ cực lớn rồi. Tiến bộ không ít, bất quá vẫn khó có thể chạm vào hư vô cảnh. Tiểu Long nhẹ gật đầu, tuy rằng lần nữa tiến bộ cực lớn, bất quá vẫn không có cảm giác đột phá hư vô chi cảnh,
không khỏi có chút thất vọng. Hư vô chi cảnh thật sự quá khó đột phá, cứ mê mang tiến tới trên con đường đi thông hư vô chi cảnh, như mộng như ảo, cũng không biết lúc nào mới có thể đặt chân đến hư vô chi cảnh chính thức nữa. Từ từ sẽ đến, chắc chắn sẽ có một ngày có thể đặt chân thôi, dùng thiên phú của ngươi, nhất định không có vấn đề gì đâu. Lục Lâm Thiên nói với Tiểu Long, hư vô chi cảnh tự nhiên khó có thể đột phá, bằng không thì vào thời kỳ viễn cổ cũng không chỉ có vài cường giả là có thể đặt chân hư vô rồi, hư vô chi cảnh, đủ để khiến những người phong hoa tuyệt đại nhất phải dừng bước. Ánh mắt Tiểu Long đột nhiên nhìn qua Lục Lâm Thiên, hỏi. Lão đại, người cũng đã đặt chân đến bán hư vô sao? Chạm một chút vào cánh cửa hư vô chi cảnh thôi. Lục Lâm Thiên mỉm cười, cái gọi là bán hư vô. Sợ rằng ngay cả 1% của hư vô chi cảnh cũng không bằng, đó là một loại khái niệm cấp độ mơ hồ, nói dễ nghe chút là bán hư vô, trên thực tế lại không có quá nhiều quan hệ với hư vô chi cảnh. Bất quá cấp độ bán hư vô này cũng không phải thánh hồng chi cảnh có thể sánh bằng được, đại biểu cho đã vượt qua trên thánh rồi. Sớm muộn gì cũng có một ngày, chúng ta đều có thể đặt chân hư vô chi cảnh. Tiểu Long kiên quyết nhẹ gật đầu. Nhưng chúng ta không có nhiều thời gian nữa. Thời gian càng ngày càng ít rồi. Lục Lâm Thiên thở dài, thời gian trăm năm đã qua hơn 30 năm, huống chi coi như đặt chân hư vô chi cảnh, muốn ngăn cản thần linh thánh vương sợ rằng cũng rất khó. Sắc mặt Tiểu Long hơi trầm xuống, điều lão đại lo lắng hắn tự nhiên rõ ràng, sau đó ngửa mặt lên, nói nhỏ. Lão đại, trong thương khung chiến trường không biết thế nào rồi. Lục Lâm Thiên cười cười, nói. Đi tìm phong hành thiên chủ hỏi một chút là biết thôi mà. Trong cung điện khổng lồ hùng vĩ cổ xưa, phong hành thiên chủ nhìn qua Lục Lâm Thiên và Tiểu Long, nói. Thương khung chiến trường chừng 20 năm gần đây lại bình tĩnh hơn không ít, không có người nào tìm được thánh nguyên, tăng thêm không ít cường giả biến mất, đại bộ phận cường giả cũng sau đó rời đi, bất quá trong mấy tháng gần đây thương khung chiến trường lại bỗng nhiên trở nên náo nhiệt trở lại. Chẳng lẽ trong thương khung chiến trường lại xuất hiện thứ gì đó sao? Tiểu Long nhìn qua phong hành thiên chủ hỏi. Phong hành thiên chủ nhẹ gật đầu với Tiểu Long, nói. Thánh Nguyên, nghe nói thật sự có người phát hiện ra Thánh Nguyên. Nghe nói khối lục địa kia chính là khối lục địa mà lúc trước sau khi Bất Chu Sơn trong thương khung bí cảnh nứt vỡ còn sót lại bay vào trong thương khung chiến trường. Nghe nói Thánh Nguyên đang trong một trận pháp viễn cổ tàn phá trên lục địa đó. Cường giả trong 3.000 đại thế giới nhận được tin cũng lần nữa tiến vào, số lượng còn nhiều hơn cả lần trước. Chẳng lẽ thật sự có thánh nguyên sao? Lục Lâm Thiên và Tiểu Long nghe vậy có chút liếc nhau một cái, lúc trước tin tức có thánh nguyên là do bọn hắn tung ra, nhưng lần này có tin tức thánh nguyên, còn có địa chỉ xác thực, không biết là thật hay giả nữa. Tin tức thánh nguyên, là thật hay giả? Lục Lâm Thiên sau khi do dự một chút liền hỏi phong hành thiên chủ, sau khi hỏi xong, cũng không khỏi có chút cười khổ, vấn đề này sợ rằng chẳng ai biết được. Phong hành thiên chủ lắc đầu, trả lời Lục Lâm Thiên. Ta cũng không biết là thật hay giả, ta vốn cũng muốn đi tham gia náo nhiệt, bất quá nghĩ đến có nhiều cường giả thánh hồng, còn có cường giả viễn cổ tiến vào như vậy, vẫn không nên đi thì tốt hơn. Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng, phong hành thiên chủ làm vậy có thể nói là rất chính xác, coi như thật sự có thánh nguyên thì ở trước mặt đông đảo thánh hồng chi cảnh và cường giả viễn cổ. Cửu nguyên đại viên mãn đỉnh phong muốn đạt được thật sự rất xa vời, cơ hội vẫn lạc trở thành pháo hôi ngược lại lớn hơn rất nhiều, sau đó nhìn qua phong hành thiên chủ hỏi. Phong gia lão tổ thế nào rồi? Lão tổ một mực đang bế quan, không có tin tức gì. Phong hành thiên chủ nói. Xem ra đám thế giới chi chủ lúc này quả nhiên đều đang toàn lực khôi phục lấy, căn bản chẳng quan tâm để ý tới chuyện bên ngoài. Lục Lâm Thiên thì thào nói nhỏ, đúng như hắn lường trước. Lúc này đám thế giới chi chủ căn bản không để ý tới chuyện bên ngoài, đương nhiên, coi như là thế giới chi chủ đều ở đây, chuyện bình thường thế giới chi chủ cũng không có khả năng để ý đến. Ngươi muốn đi thương khung chiến trường sao? Phong hành thiên chủ nhìn qua Lục Lâm Thiên, hắn cũng biết đối mặt linh hồn phân thân của Lục Lâm Thiên, nhưng trong lòng vẫn cực kỳ chấn động. Chưa từng nghĩ đến, thanh niên trước mắt lại là thế giới chi chủ giống như lão tổ, hơn nữa còn là thế giới chi chủ hỗn độn thiên. Lục Lâm Thiên nhẹ gật đầu, nói. Thương khung chiến trường vậy mà náo nhiệt như vậy rồi, ta cũng đi xem náo nhiệt xem thử tin tức thánh nguyên là thật hay giả. Phong hành thiên chủ cau mày, sau đó nghiêm mặt nói với Lục Lâm Thiên và Tiểu Long. 30 năm trước, trong thương khung chiến trường có không ít cường giả mất tích,
về sau lại có tin tức truyền ra, chính là do linh hồn phân thân của ngươi và Long Huyền liên thủ gây nên, nếu ngươi lại đi thì phải cẩn thận chút đấy. Ân. Lục Lâm Thiên nhẹ gật đầu, xem ra dù sao giấy cũng không thể nào gói được lửa, bất quá tin tức truyền ra cũng không sao cả, dù sao chỉ cần không gặp phải hư vô chi cảnh thì cũng không ai làm gì được linh hồn phân thân Thái Cổ U Minh Viêm Thể và Tiểu Long cả. Trong thương khung chiến trường, ba mười mấy năm qua đi, sinh cơ dần dần càng thêm nồng đậm. Trên không gian mông mông bụi bụi, ngay cả ánh sáng cũng bị một cỗ năng lượng thần bí bao phủ khiến cho cả thiên địa đều lờ mờ âm trầm, khắp thương khung chiến trường, loại đại lục tiêu điều thế này cũng rất ít khi thấy được. Lão đại, là trên đại lục này có thánh nguyên sao, nơi này tựa hồ có chút quỷ dị a. Giữa không trung không gian mông mông bụi bụi, Tiểu Long nhìn xuống không gian bao la phía trước, nhíu mày, nói nhỏ. Đại lục này thật sự là do thương khung bí cảnh nứt vỡ bay xuống sao, thật đúng là có chút quỷ dị. Lục Lâm Thiên nhìn qua phía trước, tâm thần phóng thích ra, nói. Đại lục này đích thật có khí tức trong thương khung bí cảnh, nói là còn sót lại khi thương khung bí cảnh nứt vỡ hẳn không sai, bất quá khí tức ở đây thật sự có chút quỷ dị. Quỷ dị thì đã sao, nói không chừng thật sự có thánh nguyên cũng nên. Tiểu Long vừa dứt lời, lông mày cũng có chút nhíu một cái, sau đó nói. Bất quá chúng ta vẫn phải cẩn thận một chút mới tốt, ta chung quy vẫn luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Cẩn thận đề phòng, đừng sơ ý chủ quan. Lục Lâm Thiên nói với Tiểu Long, thân ảnh hai người lập tức lướt tới phía trước. Hai người một đường siêu tầm dấu vết thánh nguyên, ven đường bắt được không ít cường giả hỏi thăm, biết được trong mấy tháng này, cũng không có ai đạt được thánh nguyên, nhưng ngày càng nhiều cường giả vẫn còn tiếp tục tràn vào trên khối lục địa này. Siêu siêu. Hai đạo cầu vồng xẹt qua trời cao, lập tức đã rơi vào trên đỉnh núi khổng lồ Tiêu Điều ở xa xa, thân ảnh thu liếm, hai thanh niên xuất hiện. Đúng là linh hồn phân thân Thái Cổ U Minh Viêm Thể của Lục Lâm Thiên và Tiểu Long. Lão đại, dựa theo lời mấy người bắt được nói, Thánh Nguyên có lẽ ở gần chỗ này, phía trước có lẽ chính là Trung Ương Trận Pháp Viễn Cổ. Tiểu Long nhìn chu không, trong sơn mạch chung quanh có sự hiện diện của không ít cường giả, đều cực kỳ hùng hồn, thực lực cũng không phải kẻ yếu. Trận Pháp Viễn Cổ này thật sự rất mạnh. Lục Lâm Thiên cau mày lại, Trận Pháp Viễn Cổ tàn phá trên đại lục này thật sự cực kỳ lợi hại. Ngay cả hắn và Tiểu Long dọc theo con đường này đi đến cũng gặp không ít trở ngại, nếu thực lực thấp một chút gặp phải hiểm cảnh thì hậu quả có thể nghĩ. Trận pháp tàn phá viễn cổ tuy rằng mạnh, bất quá cũng không ngăn được thánh hồng chi cảnh, sợ rằng cửu nguyên đại viên mãn cũng khó có thể ngăn cản. Tiểu Long đảo mắt qua mấy đạo thân ảnh xẹt qua trên không trung, qua dò xét không khó biết được là mấy cửu nguyên đại viên mãn, sau đó mắt nhìn Lục Lâm Thiên. Bất quá đại trận này nếu trọn vẹn không tàn phá thì có lẽ uy lực rất mạnh. Mảnh sơn mạch phía trước là khí tức quỷ dị nhất, có lẽ chính là trung ương đại trận viễn cổ không trọn vẹn này, nếu có thánh nguyên, có lẽ cũng chính là ở chỗ này thôi, cẩn thận một chút. Lục Lâm Thiên nhìn qua trong mảnh quần phong thâm thúy tiêu điều phía trước, nơi đó trong lúc mơ hồ có một cỗ khí tức quỷ dị tràn ra, khiến cho trong lòng Lục Lâm Thiên cũng có một loại cảm giác nói không nên lời. Tử Lôi Huyền Đỉnh trong cơ thể trong lúc mơ hồ cũng dậy sóng, như cảm nhận được gì đó vậy. Ân. Tiểu Long nhẹ gật đầu, thân ảnh hai người tựa như tia chớp tiến vào trong một mảnh dãy núi tiêu điều cao ngất. Một mảnh quần phong cực lớn, cao về Upsilon, T trong mây, vô cùng khổng lồ, như nguyên một đám cự nhân đứng vững, một cỗ khí tức quỷ dị lan tràn khuếch tán khiến trong lòng người chợt sinh ra một loại cảm giác nguy hiểm không hiểu. Tựa hồ càng ngày càng không bình thường rồi. Lục Lâm Thiên nhìn chung quanh sơn mạch, Tử Lôi Huyền Đỉnh trong cơ thể càng phát ra chấn động, dưới khí tức quỷ dị kia, lộ ra một cỗ cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Nghe vậy, Tiểu Long nhắm hai mắt yêu tà lại, ánh mắt đảo qua chu không, trong cả phiến không gian tuy rằng có thể dò xét ra được khí tức của không ít cường giả, bất quá mảnh ngọn núi này quả thực yên lặng dị thường, phảng phất giống như tử vực vậy. Bỗng dưng, Tiểu Long mở hai mắt ra, một cỗ khí tức kinh người bắt đầu khởi động như thiểm điện, nói. Lão đại, chúng ta hình như là bị người vây khốn rồi. Lục Lâm Thiên đạp mạnh xuống, thân ảnh bạt không mà lên đặt chân giữa không trung, song song mà đứng với đỉnh núi, mắt nhìn hư không bốn phía, sau đó thản nhiên nói. Nhiều người như vậy ở đây còn muốn giấu đầu lộ đuôi sao, sao không hiện thân đi? Không hổ là linh hồn phân thân của hỗn độn thế giới chi chủ, linh hồn lực cũng như vậy mạnh, chỉ tiếc là hỗn độn chi chủ yếu nhất hiện giờ. Bản thể đoán chừng bị hủy còn xa chưa thể khôi phục a,
hôm nay còn dám trở lại thương khung chiến trường, vậy thì cũng đừng có đi nữa. Trên trời xanh, âm thanh lạnh lùng truyền ra, lúc tiếng nói truyền ra, bốn phía thiên địa đột nhiên run lên, mấy đạo cột sáng phóng lên trời, cả phiến thiên địa thình lình gió nổi mây phun, một cái đại trận bàng bạc cổ xưa uy thế ngang đại lục như từ viễn cổ vượt qua xiềng xích thời không hàng lâm. Khắc khắc xxxxxx, Lục Lâm Thiên, Long Huyền, các người nghĩ hai người các ngươi liên thủ săn Giota S cường giả trong thương khung chiến trường thật sự không ai biết sao, nói thật cho ngươi biết, chúng ta đã an bài chuẩn bị mấy chục năm, chính là chờ hôm nay các ngươi hiện thân đấy. Để xem các ngươi có thể thoát thân khỏi Thiên La Chu Thần trận không. Âm thanh lạnh lùng bắt đầu trở nên âm lệ, đại trận mênh mông chiếm giữ giữa không trung, trên trời xanh có một vòng xoáy cực lớn bắt đầu khởi động. Như thiên la địa võng bao phủ xuống Lục Lâm Thiên và Tiểu Long, uy áp viễn cổ khủng bố lan tràn ra từ đại trận kia khiến cho cả thiên địa phải biến sắc. Đại trận viễn cổ cực lớn kia sợ rằng đã hoàn toàn bao phủ cả đại lục này vào trong, ngoại trừ Lục Lâm Thiên và Tiểu Long ra, tất cả cường giả trên đại lục này cũng đều bị bao phủ vào trong đó. Lão đại, cái đại trận viễn cổ tàn phá này cũng không tệ lắm, là có người chuyên môn bố trí để chờ chúng ta vào. Quanh thân Tiểu Long được bao phủ bởi khí tức huyền ảo, dù khí tức đại trận viễn cổ minh mông đè xuống, cũng vẫn ngạo nghễ mà đứng, ánh mắt mặc dù có chút ngưng trọng, nhưng lại không có bất kỳ bối rối nào cả. Thiên La Chu Thần trận, ngược lại không yếu, chỉ có điều tựa hồ còn kém chút gì đó, cũng không đến tình trạng mạnh nhất. Lục Lâm Thiên liếc nhìn Thiên La Chu Thần trận, ánh mắt cũng không có quá nhiều bối rối, liên tiếp biến hóa thủ ấn, trong lòng bàn tay Tử Lôi Huyền Đỉnh xoay quanh mà ra. Ầm ầm, toàn bộ thiên địa ầm ầm run rẩy, hào quang năng lượng vô tận vặn vẹo ngưng tụ trong đại trận, cuối cùng tử kim lôi vân rậm rạp, uy thế hủy diệt vô tận lan tràn. Ầm ầm, từng đạo tiếng xâm kinh thiên động địa cũng vang vọng giữa thiên địa, từng đạo tử kim lôi đình, như từng đầu tử kim lôi long dùng một loại tư thái che khuất bầu trời hiện thân mà ra, sau đó phô thiên cái địa lao tới viễn cổ đại trận. Xoẹt, từng đạo tử kim lôi đình ầm ầm cuốn lên Thiên La Chu Thần trận, lập tức cả phiến không gian đều bỗng nhiên sôi trào. Thật sự cho rằng một cái phá trận là có thể khốn Long Gia Gia ngươi sao? Tiếng quát bá đạo vừa dứt, trong khi từng đạo tử kim lôi đình điên cuồng công kích vào Thiên La Chu Thần trận thì một cái quang cầu do kim sắc hỏa diễm ngưng tụ xuyên thấu qua không gian, cuối cùng như thiên thạch mang theo khí tức nóng bỏng khủng bố đâm vào trên Thiên La Chu Thần trận. Rầm rầm rầm. Dưới va chạm như thế, trên trời xanh chợt lan tràn khí lãng khủng bố, năng lượng mênh mông hủy diệt không ngừng tuôn vào trong đó, cả phiến không gian và ngọn núi bên dưới bạo liệt ra từng khúc, cuối cùng trong tiếng trầm đỡ Upsilon, C liên tiếp đã bị phá hủy hóa thành cho tàn hư vô. Đại trận viễn cổ khủng bố dưới một kích liên thủ của Lục Lâm Thiên và Tiểu Long liền nghiền nát, đây là thực lực kinh khủng cỡ nào chứ? Ngay khi đại trận nghiền nát, không gian trên trời xanh cũng vặn vẹo một hồi. Lập tức không dưới 20 đạo thân ảnh lăng không hiển hiện, ngay lúc đó, khí tức mênh mông phô thiên cái địa tràn ngập ra, dưới khí tức khủng bố như thế khiến toàn bộ đại lục đều run rẩy. 22. Theo một nhóm người này xuất hiện, ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn qua bốn phía hơi chớp chớp, 22 cường giả, có thú tộc, nhân tộc, có thiên sinh linh vật, cũng có minh linh chủng tộc, thực lực thấp nhất đều là thánh hồng, bất phàm còn có cả một chân bước vào cấp độ hư vô. 22 đạo thân ảnh xuất hiện, sắc mặt đều ngưng lại, Thiên La Chu Thần trận không ngờ lại một chiêu đã bị phá, việc này khiến 22 người này muốn cao hứng cũng không nổi, Thiên La Chu Thần trận vào thời viễn cổ dưới hư vô chi cảnh căn bản không thể nào chạy ra được, coi như là hư vô chi cảnh giả cũng phải cố kỵ. Tuy rằng lần này lúc bố trí Thiên La Chu Thần trận bởi vì thiếu đi một cái trận nhãn nên uy năng không thể phát huy đến mức tận cùng, nhưng một chiêu đã bị phá. Điều này cũng làm cho khuôn mặt người bố trí đại trận trở nên cực kỳ khó coi, hao phí tâm huyết cực lớn bố trí, không nghĩ tới lại không chịu nổi một kích như thế. Không nghĩ tới còn có người quen a hát. Lục Lâm Thiên nhìn qua 22 đạo thân ảnh kia, hai người hỗn thiên, mà Đạt Ma Thiên La Minh cũng ở trong đó. Mà khi ánh mắt Lục Lâm Thiên rơi vào trên người không ít lão giả và đại hán thì sắc mặt khẽ biến, khí tức chấn động kia, không ngờ là người thú tộc và nhân tộc. Khí tức cường hãn đến cực điểm. Bất quá những người nhân tộc và thú tộc này đều có khuôn mặt xa lạ, có lẽ đều là cường giả viễn cổ lần trước thoát khốn từ trong thương khung bí cảnh. Các ngươi hẳn là người trong thương khung Minh A, chẳng lẽ cũng muốn đối phó ta sao? Lục Lâm Thiên nhìn những cường giả viễn cổ thú tộc và nhân tộc kia hỏi, ánh mắt có chút đạm mạc.
Lục Lâm Thiên, chúng ta ngược lại không phải cố ý muốn đối phó ngươi, chỉ có điều hỗn độn thiên thế giới có sức hấp dẫn quá lớn, bản thể ngươi đã bị thần linh thánh vương phá hủy, đoán chừng trong thời gian ngắn cũng không cách nào khôi phục được, không bằng nói nơi hạ lạc hỗn độn thiên thế giới cho chúng ta biết, chúng ta sẽ không làm khó dễ linh hồn phân thân này của ngươi nữa, sao hả? Một lão giả nhân tộc cất bước tới trước nói, khí thế cổ xưa kinh người lan tràn chấn động, cũng là một trong mấy cường giả đã đặt một chân vào hư vô, trong 22 người này, khí tức của hắn xem như thuộc cấp độ đỉnh tiêm rồi. Ha ha! Lục Lâm Thiên nghe vậy, lập tức cười to ha hả, ánh mắt đạm mạc nhìn qua lão giả nhân tộc kia, sau khi thu tiếng cười lại, khuôn mặt tươi cười lại lập tức lộ ra một vòng khinh thị, khinh thường nói. Lão thất phu, thì ra là muốn hỗn độn thiên thế giới, nhưng sợ rằng ngươi còn xa mới đủ tư cách. Lục Lâm Thiên, ngươi chớ có cản rỡ, nếu bản thể ngươi vẫn còn, chúng ta tự nhiên phải cố kỵ ngươi ba phần, nhưng hiện giờ ngươi bản thân khó bảo toàn, sư phụ ngươi Đế Phách Thiên sợ rằng cũng đã trốn đi nơi nào đó để khôi phục, ngươi còn tư cách gì mà cản rỡ rồi, chỉ cần chúng ta đạt được hỗn độn thiên thế giới, đến lúc đó Đế Phách Thiên có thể làm gì được chúng ta chứ? Khuôn mặt lão giả nhân tộc lộ vẻ lạnh lạnh, con mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào trên người Lục Lâm Thiên, nếu bình thường bọn hắn tự nhiên không dám động vào Lục Lâm Thiên. Bất kể là thân phận hỗn độn thế giới chi chủ của Lục Lâm Thiên hay là sư phụ Bát Hoang Thánh Tôn Đế Phách Thiên, bọn hắn cũng không dám trêu chọc. Nhưng hiện giờ tất cả đều đã không giống như trước, chỉ cần bọn hắn đạt được hỗn độn thiên thế giới, vậy thì không cần e ngại bất cứ kẻ nào nữa. Lục Lâm Thiên liếc nhìn tên kia, không có bất kỳ tức giận nào cả, bình thản nói. Nói như vậy, các ngươi cũng là vì hỗn độn thiên thế giới mà đến sao? Tin tức nơi đây có thánh nguyên chắc cũng là các ngươi cố tình tạo ra rồi. Khắc khắc xxxxxx, suy đoán không sai. Âm thanh âm trầm từ trong miệng hỗn thiên truyền ra, hắn nhìn Lục Lâm Thiên nói. Ngươi cho rằng ngươi để Tuyên Cổ Điện, Thiên Linh Cung, Thiên Địa Các giải ra tin tức giả là chúng ta không tra ra được sao? Ngươi và Long Huyền âm thầm đối phó nhiều cường giả như vậy, sợ rằng cũng muốn cho linh hồn phân thân này của ngươi mau chóng đột phá đúng không? Cái này cũng chứng minh suy đoán của chúng ta không sai, bản thể ngươi quả nhiên vẫn chưa khôi phục, thậm chí đã đến tình trạng tràn đầy nguy cơ, bằng không linh hồn phân thân của ngươi sao lại mạo hiểm đi ra chứ? Cho nên vì hỗn độn thiên thế giới, chúng ta cũng chỉ có thể bày ra đại cục này thôi, đây hoàn toàn là dành cho ngươi. Nhiều cường giả như vậy tập trung vì ngươi, ngươi hôm nay cũng chết có ý nghĩa rồi. Theo lời hỗn thiên vừa dứt, một cường giả minh linh lan tràn chấn động khí tức âm hàn ánh mắt tham lam nổi lên sát ý nhìn chằm chằm vào Lục Lâm Thiên, cười lạnh nói. Lục Lâm Thiên, giao ra hỗn độn thiên thế giới, bằng không hôm nay linh hồn phân thân này của ngươi sẽ phải tan thành mây khói. Lục Lâm Thiên, ngươi là hỗn độn chi chủ thì thế nào, hôm nay linh hồn phân thân này dù chắp cánh cũng khó mà thoát được. Một tráng hán khí tức cường hãn mở miệng, sát ý lạnh lạnh tuôn ra. Mặc cho mấy người kia kêu gào. Nhưng Lục Lâm Thiên lại không quá mức để ý, nếu là vào 30 năm trước thì hắn tự nhiên sẽ có chút dè chừng. Nhưng bây giờ linh hồn phân thân Thái Cổ U Minh Viêm đã đến tình trạng bán hư vô, lấy thiên phú cường hãn của Thái Cổ U Minh Viêm, trong đồng cấp thật sự khó mà có đối thủ. Tiểu Long vốn đã đến cấp độ bán hư vô, 30 năm này lại ở trong thiên trụ giới hơn 2.000 năm, lần nữa có tiến bộ cực lớn, Lục Lâm Thiên cũng không có chút lo lắng nào cho Tiểu Long cả. Lão đại! Đám tạp chủng này đã sớm có chuẩn bị, nhân số lại không ít, bất quá không biết thực lực thế nào. Tiểu Long nhìn Lục Lâm Thiên cười cười. Đoán chừng không được tốt lắm đâu. Lục Lâm Thiên cười nói, những thánh hồng chi cảnh kia tự nhiên không cần để ở trong mắt, mà những cường giả viễn cổ đặt chân đến bán hư vô thì lúc này vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, tự nhiên cũng không cần quá lo lắng. Cho dù những cường giả viễn cổ kia có khôi phục đến thời kỳ đỉnh phong thì Lục Lâm Thiên cũng không cần quá mức lo lắng. Thái Cổ U Minh Viêm thể khủng bố thế nào, bản thân Lục Lâm Thiên là rõ ràng nhất. Hai tên tiểu tử thật hung hăng càn quấy, muốn chết. Tiếng quát rơi xuống, 22 đạo thân ảnh hai mặt nhìn nhau, theo một cỗ khí tức kinh người lập tức điên cuồng khởi động khắp bốn phía. Ngao! Ô! Từng tiếng gầm gừ vang vọng hư không, tất cả thú tộc, minh linh chủng tộc đều bành trướng thân hình, trong nháy mắt đã hóa thành bản thể khổng lồ, như một ngọn sơn phong đứng vững trên trời cao. Một cỗ năng lượng cuồng bạo chấn động, như phong bạo từ trong từng thân hình cuốn ra, sinh sinh chấn vỡ cả phiến trời xanh. Ha ha, 22, hôm nay ta lại muốn xem thử,
đám tạp chủng các ngươi làm sao có thể khó dễ được ta. Lục Lâm Thiên ngửa mặt lên trời cười to, âm thanh lại lộ ra sát ý lạnh lạnh thấu xương khiến cho không khí cũng lập tức cứng lại, sau đó đột nhiên phất tay, quanh thân lập tức bắn ra hỏa viêm lam sắc, như sóng to gió lớn nương theo nhiệt độ khủng bố kéo lên, trong khoảnh khắc liền ngưng tụ thành một hỏa viêm cự nhân lam sắc khổng lồ hơn 1000 trượng đứng sừng sững giữa thiên địa. Nhiệt độ khủng bố lan tràn, như vô số núi lửa phun trào, phô thiên cái địa chấn động xuống, trong hư không bốc lên sương mù, không gian vặn vẹo, khiến cho linh hồn người bỏng rát, tóc gáy dựng đứng cả lên. Sao lại mạnh vậy chứ? Cảm giác được khí tức Lục Lâm Thiên giờ phút này, 22 người ở bốn phía lập tức biến sắc, tuy rằng bọn hắn đã sớm suy đoán được tu vị linh hồn phân thân này của Lục Lâm Thiên đã đến thánh hồng chi cảnh, bằng không lúc trước cũng sẽ không có không ít cường giả bị chặn Giota ít mất tích vậy rồi. Nhưng giờ cảm giác được loại khí tức nhiệt độ khủng bố kia, mọi người lại không thể không rung động. Đây rõ ràng đã đến trạng thái bán hư vô a, hơn nữa loại khí tức nóng bỏng và âm hàn cùng tồn tại kia thật sự vô cùng khủng bố, khiến cho nguyên lực và áo nghĩa cũng khó khăn có thể chống cự nổi. Ngao! Long ngâm gào thét, thân hình tiểu long cũng bỗng nhiên thúc giục bản thể kim sắc cự long khổng lồ, bản thể khổng lồ chiếm giữ trên không, khiến cho không gian chung quanh vặn vẹo tùy thời đều có thể bị nứt vỡ, uy thế khủng bố lan tràn, linh hồn tất cả cường giả thú tộc đều rung động. Sao cũng mạnh như vậy? Bọn người hỗn thiên, mà đạt ma cây Ethiota ép sợ, ban đầu lúc ở thương khung bí cảnh, bọn hắn tận mắt nhìn thấy Long Huyền còn không phải quá mạnh mẽ, nhưng khí tức không ngờ không yếu hơn linh hồn phân thân Lục Lâm Thiên chút nào cả, tốc độ tu luyện bực này thật sự cũng quá mức cây Ethiota ép sợ đi. Hừ, liên thủ rảo sát. Tên đã trên dây không phát không được, một tên cường giả viễn cổ thiên sinh linh vật đầu lĩnh Thiên La Minh hét lớn một tiếng. Thân hình lập tức hư ảo, nháy mắt tiếp theo liền xuất hiện ở trước người hỏa viêm cự nhân lam sắc khổng lồ, tên kia không ngờ cũng đã hóa thành một cự nhân khổng lồ như núi, một cỗ khí tức viễn cổ hung hãn từ trong cơ thể bạo tuôn ra ngoài, một đạo nham thạch quyền ấn cự đại như thiên thạch đập xuống, chấn vỡ không gian, ầm ầm đánh tới trước ngực Lục Lâm Thiên. Xuy tương đương, hỏa viêm cự nhân lam sắc phất tay đột nhiên động, mang theo đầy hỏa viêm lam sắc đầy trời cuồn cuộn. Một đạo quyền ấn lan tràn lấy một mảnh hỏa viêm lam sắc lập tức oanh kích ra, những nơi nắm đấm đi qua, không gian đều bị đốt cháy thành hư vô. Phanh! Dưới âm thanh trầm thấp trầm đỡ Upsilon, C, hỏa viêm lam sắc như pháo hoa lam sắc hoa mỹ nở rộ trong hư không, nhiệt độ nóng bỏng âm hàn đốt cháy tất cả, đốt cháy cả linh hồn. Phần phật! Nham thạch quyền ấn của tên kia nhuộm đẫm dung nham hỏa viêm lam sắc, lập tức không thể chống cự hóa thành cho tàn. Thân hình khổng lồ như ngọn núi của hắn cũng ầm ầm lảo đảo lui về sau, căn bản không phải đối thủ. Xoẹt. Bản thể tiểu long cũng ầm ầm đỡ Upsilon.ng nhau với một đầu viễn cổ hung thú, để lại trên lưng đối phương năm đạo long chảo, máu tươi như huyết vụ rơi vãi giữa không trung, khiến cho viễn cổ hung thú kia phải kêu gào thảm thiết không thôi. Hai người này rất mạnh, nhanh liên thủ đối phó. Nguyên một đám cường giả kinh hãi, lập tức cùng đánh đến. Một cỗ năng lượng kinh người chỉ một thoáng đã tràn ngập khắp trời xanh. 22 người đồng thời vây công, con mắt hỏa viêm cự nhân lam sắc khổng lồ trầm xuống, lập tức đại hồn anh trong mi tâm thoáng hiện lao ra, hào quang tử kim lướt động, huyết sát âm hàn chi khí bàng bạc như phong bạo cuốn đi, khí tức cũng không chút dưới thánh hồng chi cảnh. Phệ hồn khốn linh trận. Đại hồn anh xuất hiện liền ngưng kết từng đạo thủ ấn quỷ dị, lập tức trên không trung. Âm hàn khủng bố vô cùng vô tận bỗng nhiên thẩm thấu ra, trong chu không có không ít cột sáng đen kịt như từ trong cửu u thâm uyên lướt đi phóng lên trời, cuối cùng hội tụ lại với nhau, khiến cho cả phiến không gian bỗng nhiên giống như không có mặt trời vậy, ngay cả ánh sáng thiên địa trong nháy mắt này, cũng bị năng lượng đen kịt phô thiên cái địa thôn vệ sạch sẽ. Ô ô, xèo, xèo, mảng lớn không gian lập tức giống như cửu u địa ngục. Trong sương mù hắc ám phô thiên cái địa có khí huyết sát âm hàn như gió bão lan tràn, bên trong bạch cốt tùm, huyết tinh ngập trời, âm hàn thấu xương, sát khí tràn ngập, trong lúc mơ hồ truyền ra vô số âm thanh lệ quỷ thê lương, khiến linh hồn người phải run rẩy như gió bão cấp tốc lan tràn. Lần này chính là phệ hồn khốn linh trận nguyên vẹn, uy năng càng khủng bố, bốn cường giả lập tức đã bị khốn trong phệ hồn khốn linh trận, kể cả hỗn thiên kia cũng trong đó. Dầm dầm dầm. Trong phệ hồn khốn linh trận âm thanh năng lượng âm bạo trầm thấp không ngừng truyền ra, chung quanh mảng lớn hư không nứt vỡ ra từng khúc khó mà khôi phục lại, âm thanh trầm đỡ Upsilon, C khiến trong đầu người như xuất hiện một hồi cảm giác va chạm,
trong tai ông tác hưởng, nhưng bốn cường giả kia trong lúc nhất thời lại căn bản không thể thoát khỏi phệ hồn khốn linh trận. Thanh Long nhất tộc sao, nghiệt xúc muốn chết. Một tên đại hán nhân tộc hóa thân thành nửa người nửa thú thân to khổng lồ, kéo dài qua trời cao, một đạo quyền ấn giận dữ đánh tới Tiểu Long, dưới quyền ấn kia cả phiến không gian to lớn liên tiếp lộ ra từng lỗ hổng đen kịt, hào quang kia đen kịt, thâm thúy giống như ngay cả linh hồn cũng có thể thôn phệ được vậy, khiến lòng người phát lạnh. Ngao! Ánh mắt Tiểu Long trầm xuống, xẹt qua vẻ khinh thường, tùy ý để đạo quyền ấn khủng bố kia rơi vào trên người, căn bản chẳng thèm tránh né gì cả. Phần phật! Năng lượng khủng bố rơi vào trên thân kim sắc cự long do Tiểu Long hóa thành, khiến tầng bí vân đồ long văn quy đồ nổi lên ký như biển gầm, sau đó hóa thành quang hồ bỗng nhiên cuốn xuống, khiến cho không gian chung quanh nhanh chóng lan tràn ra từng vòng rung động đen kịt. Chỉ tiếc một quyền khủng bố kia ngay cả bí vân đồ án long văn quy đồ trên thân Tiểu Long cũng không thể triệt để đánh phá được, chỉ hơi méo mó một chút mà thôi, mà cũng cùng lúc này, dưới bụng Tiểu Long chợt thò ra long chảo, cùng lúc xuyên thủng không gian xé rách thân hình nửa người nửa thú khổng lồ kia. Long chảo xé rách trời xanh, nương theo một cỗ hỏa diễm kim sắc nóng bỏng bắn ra, trong mắt người kia liền lộ ra vẻ kinh hãi, đồng tử kịch liệt co rút lại. Hắn dù thế nào cũng không ngờ đối phương sẽ dùng phương thức một kích đổi một kích cường hãn như thế để chống lại hắn, phòng ngự bí y thái của đối phương thật sự quá mức đáng sợ. Xoẹt! Thân hình nửa người nửa thú cực lớn bị xé thành mảnh nhỏ, không có linh hồn phân thân, chỉ có một đạo hồn anh sợ hãi bỏ trốn đi, nhưng cũng lập tức bị lực hấp xả từ hỏa diễm kim sắc trong miệng Tiểu Long bao lấy tiến vào miệng hắn, một tên cường giả viễn cổ, không ngờ lại bị một chiêu thần hình câu diệt. Oanh! Một đạo năng lượng âm hàn kinh người dâng lên trong lòng bàn tay một tên viễn cổ minh linh, phá hủy không gian lập tức cuốn đến trước người thái cổ u minh viêm thể của Lục Lâm Thiên. Bỗng dưng, hỏa viêm cự nhân lam sắc khổng lồ hơn 1000 trượng mở ra miệng rộng cực lớn, hút năng lượng âm hàn ngập trời kia vào miệng, tựa như kình ngư hấp nước vậy, cổ năng lượng âm hàn khủng bố kia lại bị hắn cứ vậy nuốt vào bụng. Ngay lúc đó, một nắm đấm bao lấy hỏa viêm lam sắc, năng lượng hủy diệt nóng bỏng âm hàn tràn ngập, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai rơi vào trên người viễn cổ minh linh kia. Phanh! Dưới tiếng âm bạo trầm thấp, minh linh chân thân cực lớn của tên viễn cổ minh linh kia lập tức run lên, dung nham hỏa viêm lam sắc khủng bố cuốn tới đánh nát thân hình hắn. Một cỗ hỏa viêm lam sắc liền bao lấy thân hình đã dạn nứt kia, nhiệt độ nóng bỏng âm hàn khiến cho cả phiến không gian chung quanh như biến thành một cái bếp lò kinh người có thể dung hóa vạn vật thành cho tàn và hư vô vậy. Nguyên lực và áo nghĩa căn bản cũng không cách nào chống lại nổi nhiệt độ khủng bố kia, dần dần tiêu hao đi. Hỏa viêm lam sắc cuối cùng giống như giòi phụ trong xương dính lên trên minh linh chân thân khổng lồ kia, sau đó liền khiến thân hình thánh hồng chi cảnh kia cũng bị hóa thành cho bụi. Đây là hỏa viêm gì, sao lại cường hãn thế chứ? Hồn anh của tên cường giả minh linh viễn cổ kia vội sợ hãi chạy trốn, thiên sinh linh vật khủng bố thế này dù là vào thời viễn cổ hắn cũng chưa từng gặp qua bao giờ. Nhưng hồn anh còn chưa kịp thoát khỏi, lập tức đã bị sóng lửa lam sắc thôn phệ bao lấy vào trong. Lục Lâm Thiên và Long Huyền quá mạnh mẽ, liên thủ vây công, đừng ẩn giấu nữa. Chỉ chớp mắt ngắn ngủi, 16 người còn lại liền chia làm hai vòng vây, một cái 10 người một cái 8 người vây quanh lấy Lục Lâm Thiên và Tiểu Long, một cỗ áo nghĩa và nguyên lực minh mông bạo tuôn, đều bạo lướt về hướng linh hồn phân thân thái cổ u minh viêm thể của Lục Lâm Thiên và Tiểu Long. Ầm ầm. Thế công hung hãn khủng bố, một cỗ khí thức viễn cổ cuốn tới, khiến toàn bộ thiên địa đều cứng lại. Ha 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 ha! Lục Lâm Thiên cười to, tiếng cười như sấm, tiếng gầm cũng cuốn ra sóng nhiệt kinh người, trong tiếng cười, sát ý ngập trời bạo tuôn, quát lớn. Hôm nay đại khai sát giới, một đám tạp chủng, một tên cũng đừng hòng chạy. Thân ảnh hỏa viêm cự nhân lam sắc khổng lồ lập tức hóa thành một cỗ dung nham lam sắc nóng bỏng. Trong thiên địa chợt có quang mang lam sắc như rượu nhật cực kỳ chói mắt lan tràn ra, nhiệt độ nóng bỏng âm hàn khủng bố trong chốc lát xuất hiện trong mảnh thiên địa mênh mông này, hơn nữa còn có một cỗ khí tức cổ xưa lan tràn, lộ ra một loại nhiệt độ đáng sợ mà ngay cả linh hồn của cường giả viễn cổ cũng không cách nào chịu đựng nổi. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, hải dương dung nham lam sắc đã bao trùm toàn bộ thiên địa vào trong đó, nơi mắt thường có thể nhìn thấy đều là hải dương hỏa viêm ngập trời, từng ngọn núi bị nhiệt độ cao hòa tan. Dùng một xu thế cực kỳ dễ dàng phá hủy hết tất cả, cây cối, nham thạch vạn vật đều bị phá hủy. Dung nham hỏa viêm lam sắc lan tràn khắp cả phương thiên địa, cấp tốc mở rộng ra bốn phương tám hướng,
diện tích càng lúc càng lớn. Trong nháy mắt, trong hư không cực kỳ rộng lớn cũng lập tức bị một mảnh hỏa viêm lam sắc với nhiệt độ nóng bỏng âm hàn bao lấy, tạo thành một mảnh hải dương hỏa viêm lam sắc, khí tức hủy diệt đáng sợ lặng yên lan tràn ra. Toàn lực công kích, Lục Lâm Thiên sợ rằng cũng khó mà chống nổi, hắn dù mạnh mẽ tới mấy cũng không cách nào chống lại đám người chúng ta liên thủ đâu. Vòng vây 10 người bao lấy Lục Lâm Thiên, rõ ràng Lục Lâm Thiên mới là mục tiêu chủ yếu của bọn hắn, lời vừa dứt, nguyên một đám cường giả ngưng kết thủ ấn. Từng đạo công kích năng lượng áo nghĩa khủng bố phong tỏa thiên địa, như một mũi tên lôi đình xuyên thủng không gian, hung hăng lao ra khỏi hải dương hỏa viêm lam sắc, tất cả công kích đều xuyên thủng một mảnh không gian dài hẹp đen kịt. Ầm ầm. Trong nháy mắt, tất cả công kích đều đồng thời tuôn ra khỏi hải dương hỏa diễm lam sắc, dưới năng lượng khủng bố, khiến cả mảnh hỏa viêm đều nổi lên gợn sóng kịch liệt, hỏa viêm bắn lên, giống như cầu vòng xẹt qua không gian vậy. Mang theo dấu vết phá khai không gian nổ tung ra như một quả bom. Ngao! Hải dương dung nham lam sắc cuồn cuộn, đột nhiên gào thét, trong biển lam sắc hỏa viêm khổng lồ ngưng tụ ra một đầu song đầu hỏa long lam sắc cực lớn dài đến mấy ngàn trượng. Thể tích song đầu hỏa long lam sắc này so với bản thể tiểu long còn khổng lồ hơn nhiều, một cái đầu thì nóng bỏng khiến làn da người bỏng rát, tóc gáy dựng đứng, một cái khác thì lại âm hàn đến mức khiến linh hồn người phải lạnh run. Tiếng long ngâm gầm gừ mang theo năng lượng lam sắc nóng bỏng nhanh chóng bắn đi, lập tức xoay quanh ở giữa không trung. Song đầu hỏa viêm cự long lam sắc chiếm giữ, nhiệt độ nóng bỏng âm hàn lan tràn, giữ tợn gào thét. Dưới uy thế kinh người như thế, quanh thân lập tức có một cỗ năng lượng nóng bỏng kinh khủng chấn động, đột nhiên bạo tuôn ra, lập tức thân hình cao lớn lao ra ngoài, hai mắt cực lớn kia tập trung lấy mọi người, nhiệt độ nóng bỏng kia không chỉ như muốn hòa tan đám người kia mà. Càng quan trọng hơn là linh hồn bọn hắn cũng phải chịu đựng lấy nhiệt độ cực kỳ khủng bố. Đi chết cả đi. Song đầu hỏa long lam sắc gào thét, trong hỏa viêm lam sắc bao la mênh mông, đột nhiên lao ra mảng lớn cột sáng hỏa viêm lam sắc khổng lồ, như từng đạo lôi đình trong nháy mắt đã lao về phía 10 tên siêu cấp cường giả kia, một cỗ khí tức hủy diệt chợt buông xuống. Sao lại mạnh vậy chứ? Dưới khí tức hủy diệt đáng sợ như thế. 10 tên siêu cấp cường giả vây công cũng bị dọa cho chấn kinh, chỉ biết dốc toàn lực chống lại. Bang bang! Trời xanh run rẩy, dưới âm thanh âm bạo kinh người, từng đạo năng lượng thất luyện và dung nham hỏa viêm lam sắc va chạm vào nhau, mảng lớn dung nham hỏa viêm lam sắc từ trên không rơi vãi xuống dưới, giống như một màn pháo hoa rực rỡ hoa mỹ vậy, nhưng mà đồng thời với đó thì nó lại ẩn chứa lực lượng tựa như hủy diệt, mảng lớn không gian đen kịt hiển lộ. Phụt! Không ít thánh hồng chi cảnh thực lực yếu một chút thì lực phòng ngự quanh thân lập tức bị phá hủy, sau đó thân hình đột nhiên bắn ngược lại, trong miệng phun ra mảng lớn máu tươi. Thái cổ U Minh Viêm đã đặt chân đến bán hư vô, một khi đã nổi lên sát ý thì thánh hồng chi cảnh căn bản không thể nào chống cự nổi. Ngao! Thân hình song đầu hỏa long xuyên thủng qua hư không, 4 tên thánh hồng chi cảnh bắn ngược ra bị phân biệt nuốt vào trong hai cái miệng rồng khổng lồ kia. Bành bành! Cái đuôi lam sắc cực lớn thì lại quất ra, mang theo lực lượng lôi đình phong bạo, trùng trùng điệp điệp rơi vào trên người một tên thánh hồng chi cảnh, khiến hắn ta bị sinh sinh đánh chết tại chỗ. Xoẹt! Một tên thánh hồng chi cảnh rốt cục xuất hiện ở trước người song đầu hỏa long khổng lồ, một thanh linh khí đại trùy cổ xưa lộ ra uy áp viễn cổ không dưới bán thánh khí bao nhiêu, một búa như thiên lôi đến thế gian, ầm ầm nện xuống cự long, một cỗ khí tức vô hình hung hãn cổ xưa rồi đột nhiên lan tràn phía chân trời. Uy thế kia giống như kéo lấy năng lượng của cả phiến thiên địa vậy. Ngao! Song đầu hỏa long gào thét, lam sắc hỏa viêm trong hải dương hỏa viêm đột nhiên gào thét mà lên, tựa như sóng to gió lớn nổi lên trong biển cả, uy thế khủng bố đột nhiên bộc phát, không gian chấn động nổi lên rung động kịch liệt, đầu rồng nóng bỏng há mồm phun ra một cỗ dung nham hỏa viêm lam sắc tinh thuần, bao lấy đại trùy cổ xưa kia. Nhiệt độ khủng bố phá hủy hết tất cả, linh khí đại trùy cổ xưa bị ngăn trở. Sau đó trong ánh mắt hoảng sợ của tên kia, linh khí mà hắn cực kỳ yêu thương dưới hỏa viêm kia lại bị luyện hóa, không chịu nổi một kích. Chết! Đầu rồng âm hàn lướt xuống, miệng lớn ngập trời hiển hiện trong hư không bao quát nhìn xuống, tựa như lỗ đen vũ trụ, khí tức âm hàn cuốn vào linh hồn, lập tức thôn vệ minh linh chân thân cực lớn ở trước mặt vào miệng. 10 tên cường giả cùng vây công, nhưng trong nháy mắt đã bị chu sát mất 6 tên, mà lúc này... 40 mạnh nhất còn lại cũng thừa cơ đánh ra 4 đạo công kích năng lượng khủng bố ầm ầm rơi vào trên thân song đầu hỏa long lam sắc cực lớn kia. Rầm 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 phanh.
Bốn người đều là cường giả viễn cổ đã bước một chân vào hư vô chi cảnh, bốn đạo năng lượng kia đều kéo ra từng đạo vết nứt không gian đen kịt, kinh khí khủng bố lan tràn khuếch tán, va chạm vào khiến thân hình khổng lồ của song đầu hỏa long phải liên tiếp lùi lại trong biển lửa, không gian chung quanh hỗn loạn chấn động nứt vỡ ra từng khúc. Ngao! Song đầu hỏa long lam sắc bị đẩy lui, liên tục gào thét, ký vô số sóng lửa gào thét, nhưng cũng bị đẩy lùi thôi. Bốn tên cường giả viễn cổ một chân bước vào hư vô liên thủ công kích tuy rằng cường hãn, nhưng bây giờ thái cổ u minh viêm thể đã đến cấp độ bán hư vô, tăng thêm thiên phú bản thế, chống lại một kích liên thủ của bốn người tuy rằng có chút ảnh hưởng, nhưng cũng không có gì trở ngại cả, huống chi bốn tên cường giả viễn cổ kia vẫn chưa thể khôi phục được lại thời kỳ toàn thịnh của mình. Quá mạnh mẽ! Bốn đạo thân ảnh lơ lửng trong hải dương dung lam lam sắc nóng bỏng, ánh mắt đều lộ ra vẻ rung động. Khí tức trong hải dương dung nham lam sắc này không chỗ nào mà không thể chạm tới, khiến cho bọn hắn thời thời khắc khắc đều phải hao tổn tâm thần ngăn cản. Bốn người liếc nhau một cái, lão giả nhân tộc đầu lĩnh mắt lộ vẻ âm trầm, nói với ba người chung quanh. Chư vị, người không liên quan đều đã chết hết, chúng ta cũng nên chính thức vận dụng toàn lực rồi. Toàn lực động thủ. Còn lại một tên viễn cổ giao long thú tộc, hai tên cường giả minh linh chủng tộc, cả ba đều gật đầu. Lập tức bốn đạo lưu quang theo thứ tự từ trong cơ thể bốn người lướt ra ngoài. Ngao! Ô ô! Ông ông! Trong chốc lát, trên hư không tràn ngập tiếng thú minh gào thét, quỷ khóc thần khiếu, phong lôi trận trận, bốn đạo lưu quang lập tức hóa thành một sợi xiềng xích cực lớn giữa không trung, một thanh huyết sắc chiến tiễn minh khí ngập trời, một cái quang hoàn âm hàn tựa như lỗ đen, còn có một mặt tấm chắn tản ra hào quang chói mắt. Năng lượng kinh người từ trong xiềng xích, chiến tiễn, quang hoàn còn có trên tấm chắn lan tràn ra ngoài, một cỗ uy áp ngập trời phóng thích, khiến lòng người phải cảm thấy rung động. Trước người viễn cổ giao long, sợi xiềng xích cực lớn kia tựa như một đầu cổ long cực lớn, long uy cái thế, khí thế vô cùng hung hãn, lan tràn một cỗ khí tức nóng bỏng. Trước người hai tên cường giả viễn cổ minh linh, một thanh chiến tiễn minh khí ngập trời, huyết sắc quang mang cuồn cuộn như huyết hải, sát khí ngập trời phóng thích, chấn động lòng người. Hắc động kia giống như một khe hở âm hàn vậy, quỷ khóc thần khiếu không ngừng kêu gào bên tai, âm hàn chi khí tràn ngập trời xanh khiến người cảm thấy sởn hết cả gai óc. Trước người lão giả nhân tộc, tấm chắn hào quang chói mắt phóng thích ra như diệu nhật, vô số bí vân tuôn ra, trên tấm chắn tràn đầy hư ảnh đồ án núi non sông ngòi vạn thú quanh quẩn, thiên uy cái thế, như cửu thiên thần vật hàng lâm vậy. Bốn kiện bán thánh khí. Song đầu hỏa viêm cự long nhìn bốn kiện linh khí khủng bố kia, bốn mắt cũng theo đó hơi chút run rẩy. Trên bốn kiện linh khí uy áp kinh người lan tràn, không chút dưới luân hồi hư vọng đao, yêu vương diệt sinh trảo, ma tôn lệ huyết phủ, cho nên Lục Lâm Thiên có thể khẳng định, bốn kiện linh khí này chính là bốn kiện bán thánh khí còn lại. Khó trách còn bốn kiện bán thánh khí vẫn một mực không thấy xuất hiện, thì ra là do đám cường giả viễn cổ kia vẫn còn ở trong chúng thần chi mộ tại Bất Chu Sơn. Giờ những cường giả viễn cổ này thoát thân mà ra, bốn kiện bán thánh khí cũng theo đó hiện thế. Long đế nghịch viêm tỏa, minh thần phệ huyết tiền, quỷ tuyệt lăng hàn hoàn, nhân tổ diễn thiên thuẫn. Lục Lâm Thiên nhìn qua bốn kiện bán thánh khí kia, không thể nghi ngờ chính là một trong số 6 kiện bán thánh khí long đế nghịch viêm tỏa, minh thần phệ huyết tiền, quỷ tuyệt lăng hàn hoàn, nhân tổ diễn thiên thuẫn, tử lôi huyền đỉnh, thánh hoàng trấn thiên kiếm, yêu vương diệt sinh trảo, Phật nộ cực kim trượng. Mà tôn lệ huyết phủ, luân hồi hư vọng đao đã sớm xuất hiện qua. Diệt sát! Bốn người hét lớn, bốn kiện bán thánh khí hào quang bùng phát, khí thế kinh người, uy áp kinh người đến cực hạn buông xuống trong trời xanh, long đế nghịch viêm tỏa như cự long gào thét, minh thần phệ huyết tiễn như huyết hải cuồn cuộn, xé rách trời xanh, quỷ tuyệt lăng hàn hoàn như từ trong cửu u lan tràn, vạn quỷ lao ra, nhân tổ diễn thiên thuẫn như núi ép xuống, nghiền ép về phía song đầu hỏa long lam sắc. Bốn kiện bán thánh khí, lần này thu hoạch thật lớn đấy. Song đầu hỏa long hét lớn, trong hải dương hỏa viêm lam sắc cuồn cuộn bên dưới đột nhiên gào thét lên như núi lửa phun trào, tựa như sâu trong biển cả nổi lên sóng to gió lớn, từng đạo khe hở giống như mạng nhện từ trong hỏa viêm lam sắc lan tràn ra, chấn động không gian nổi lên rung động kịch liệt. Oanh! Sau đó một đạo lưu quang tử kim lướt động, hóa thành một cái tử kim lôi đỉnh chiếm giữ giữa không trung. Trong chu không chung quanh hốc lát đã có lôi vân cuồn cuộn, lôi minh vang vọng, uy thế bá đạo hủy diệt rõ ràng còn ở trên bốn kiện bán thánh khí kia một bậc.
Lục Lâm Thiên rốt cuộc hiểu rõ vì sao lúc đầu Tử Lôi Huyền Đỉnh lại chấn động rồi, thì ra bốn người này mỗi người đều có một kiện bán thánh khí. Ầm ầm, lôi minh vang vọng, thiên uy cuồn cuộn, bốn kiện bán thánh khí Long Đế Nghịch Viêm Tỏa, Minh Thần Phệ Huyết Tiền, Quỷ Tuyệt Lăng Hàn Hoàn, Nhân Tổ Diễn Thiên Thuẫn tự dưng trong lúc mơ hồ đã bị áp chế. Bốn kiện bán thánh khí của các ngươi cũng giống như các ngươi vậy, vẫn chưa khôi phục lại triệt để, huống chi, coi như khôi phục đến thời kỳ toàn thịnh đi nữa thì cũng không cách nào chống lại Tử Lôi Huyền Đỉnh toàn thịnh thời kỳ được, phá cho ta. Hỏa Long quát lạnh, Tử Lôi Huyền Đỉnh những năm này nhờ vào các loại năng lượng tẩm bổ đã sớm khôi phục lại triệt để, lôi đình tử kim phô thiên cái địa lướt xuống, lôi uy bá đạo hủy diệt phá hủy hết tất cả, nghiền ép qua bốn kiện bán thánh khí Long Đế Nghịch Viêm Tỏa. Từng đạo lôi đình tử kim như lôi long về Upsilon, T0, rậm rạp chẳng chịt bao bọc về phía bốn kiện bán thánh khí. Năm kiện bán thánh khí giao phong, không gian trên trời xanh đều sụp đổ, không gian đen kịt trống rỗng lộ ra hố đen thâm thúy đến nỗi ngay cả linh hồn cũng có thể cắn nuốt, khiến linh hồn người phải cảm thấy run rẩy, năng lượng hủy diệt lan tràn khắp thiên địa. Bây giờ không phải là viễn cổ, người cũng không có tiền vốn để hung hăng càn quấy đâu. May mắn thoát thân khỏi chúng thần chi mộ lại không cẩn thận làm người đi, còn muốn liên thủ đối phó với ta, vậy thì đều chết cả đi. Hỏa viêm cự long khổng lồ cũng lần nữa cuồn cuộn dâng lên, nhiệt độ nóng bỏng khủng bố cuốn khắp, toàn bộ hải dương hỏa viêm lam sắc đều nổi lên sóng lớn, đột nhiên trong dung nham hỏa viêm lam sắc cuồn cuộn bên dưới, bốn bàn tay khổng lồ đến mấy trăm trượng phá biển mà ra, mang theo hủy diệt chi lực nóng bỏng âm hàn kinh người. Chỉ lập lòe một cái ngắn ngủi đã xuất hiện trên không bốn tên cường giả viễn cổ, sau đó hung hăng vỗn xuống bốn người. Rầm rầm rầm. Dưới tiếng âm bạo trầm thấp, bốn người thậm chí còn chưa kịp phản ứng đã phù phù một tiếng, sau đó phòng hộ toàn thân đã bị đập nát, thân hình bị hung hăng đập vào trong hải dương dung nham lam sắc cuồn cuộn. Xoẹt. Chỉ chớp mắt ngắn ngủi, trong hải dương lam sắc nóng bỏng, bốn đạo thân ảnh chật vật lao ra ngoài. Vào thời viễn cổ bọn hắn cũng là nhân vật phong hoa tuyệt đại, vô địch dưới hư vô chi cảnh, chưa từng chật vật như vậy bao giờ cả. Không trốn được đâu. Thân hình bốn người vừa lướt ra khỏi hải dương hỏa viêm lam sắc, lập tức bốn cổ vòng xoáy dung nham hỏa viêm lam sắc đã như vòi rồng vọt lên trời, khí tức hủy diệt mênh mông nhanh chóng tăng vọt, bốn cổ uy áp cổ xưa lan tràn. Trong hải dương dung nham tràn ngập, từng đợt sóng hỏa viêm lam sắc điên cuồng gào thét, vọt lên cao đến mấy trăm trượng. Bốn vòng xoáy hỏa viêm khủng bố lập tức nuốt bốn tên cường giả viễn cổ chật vật không chịu nổi vào trong đó. Hỏa viêm lam sắc như giòi bám trong xương, nhiệt độ nóng bỏng âm hàn mức khủng bố khiến bốn người đều muốn toàn lực tránh thoát, từng đạo công kích khủng bố điên cuồng lao đến, mảng lớn không gian dung nham đánh nát, lộ ra nguyên một đám hố không gian đen kịt. Bốn tên cường giả viễn cổ toàn lực giãy giụa, nhưng ngày càng lún sâu vào trong đó. Từng đạo lực lượng khủng bố ngập trời lập tức bị vòng xoáy hỏa viêm lam sắc cắn nuốt lấy như hố đen, trong nháy mắt đã bị đốt cháy biến mất không thấy gì nữa, sau đó ngay cả bốn tên cường giả viễn cổ cũng bị thôn phệ hoàn toàn. Bốn tên cường giả viễn cổ đã đặt một chân vào hư vô, cuối cùng cũng không thoát khỏi số phận bị ngập chìm trong hải dương hỏa viêm vô tận. Ầm ầm. Năng lượng bốn kiện bán thánh khí cũng lập tức ảm đạm, bị Tử Lôi Huyền Đỉnh thừa cơ dùng từng đạo lôi đình trói buộc lấy. Sau đó đều thu vào trong Tử Lôi Huyền Đỉnh. Ngao ngao. Xa giữa không trung, long ngâm rung trời, tám tên cường giả vây công Tiểu Long đã bỏ mạng bốn tên, hai đạo công kích khủng bố rơi vào trên kim long chi thân của Tiểu Long. Bành bành. Ánh mắt Tiểu Long đầy hung hãn, không trốn không né, tùy ý để hai đạo công kích rơi xuống, cùng lúc đó hai cái long chảo nơi bụng chợt vọt ra xuyên thủng không gian, phảng phất như từ sâu trong trời xanh thò ra. Cuối cùng hung hăng vào lên người hai tên cường giả viễn cổ. Xoẹt. Hai tên cường giả viễn cổ lập tức bị xé thành mảnh vỡ huyết phụ, loại năng lượng khủng bố kia, căn bản không phải bọn hắn có thể chống cự nổi. Tên Thanh Long nhất tộc này và linh hồn phân thân của Lục Lâm Thiên quá kinh khủng, toàn quân bị diệt rồi, chạy mau. Hai tên viễn cổ còn lại, thực lực có lẽ đều thuộc về cấp độ bán hư vô, nhìn thấy thực lực khủng bố của Tiểu Long. Lại thấy 10 người vây công Lục Lâm Thiên đều đã bỏ mạng, làm gì còn lòng chống lại nữa, lập tức muốn chạy thục mạng. Ngao ngao. Long ngâm quy minh, đôi long nhãn cực lớn của Tiểu Long có hư ảnh Thanh Long và Huyền Vũ gào thét mà ra, như lôi đình bao phủ lấy hai tên cường giả viễn cổ muốn chạy trốn kia vào trong. Bành bành. Hư ảnh Thanh Long gào thét xuyên thủng không gian, hư ảnh Huyền Vũ phong ấn trời xanh,
hai tên cường giả viễn cổ nhìn nhau tràn đầy sợ hãi, cuối cùng bành trướng hóa thành huyết vụ, hồn anh vừa mới lướt đi đã bị kim sắc cự long mở ra miệng lớn dữ tợn nuốt chửng không còn thấy đâu nữa. Hải dương hỏa viêm lam sắc bao la thu liễm lại, hỏa viêm cự nhân lam sắc lại lần nữa hóa thành một thanh niên áo lam, giờ cũng không còn cần phải che giấu nữa, bởi vậy Lục Lâm Thiên cũng ngưng tụ ra bộ dáng bản thể. Khí tức quỷ khóc thần khiếu âm trầm bao phủ trời xanh thu lại, trong phệ hồn khốn linh trận, năng lượng chấn động kinh người dần dần đình chỉ, bốn người ma đạt ma, hỗn thiên bị nhốt trong đó cũng dần mất đi lực chống cự, sợ rằng bị triệt để luyện hóa cũng chuyện sớm muộn thôi. Đại hồn anh thu hồi phệ hồn khốn linh trận, thân ảnh hóa thành lưu quang tử kim về tới trong mi tâm linh hồn phân thân thái cổ u minh viêm thể. Là linh hồn phân thân của Lục Lâm Thiên và Long Huyền. Hơn 20 cường giả viễn cổ toàn bộ bị đánh chết, quá mạnh mẽ. Đệ nhất nhân dưới hư vô. Sau khi tất cả thu lại, trên bầu trời xa xa xuất hiện mảng lớn hóa hồng cảnh, từng đạo ánh mắt nhìn đến, đều tuôn ra vẻ kinh ngạc, hơn 20 tên thánh hồng chi cảnh và cường giả viễn cổ liên thủ, không những không đánh chết được linh hồn phân thân Lục Lâm Thiên và Long Huyền, mà còn bị hai người chu sát hầu như không còn, đây là thực lực kinh khủng cỡ nào cơ chứ? Thân ảnh Lục Lâm Thiên đạp không đứng lơ lửng, ngẩng đầu nhìn lên hư không, trong mắt dần xẹt qua vẻ ngưng trọng, trầm giọng nói. Đã đến đây rồi, cũng đã xem náo nhiệt lâu như vậy rồi, nên hiện thân đi chứ. Ngay khi lời Lục Lâm Thiên vừa dứt, không gian phía trên đột nhiên trở nên chập trùng, lập tức một vết nứt không gian từ từ xé rách ra, ở bên trong vết nứt không gian kia, một cỗ khí thức cực kỳ trầm trọng lan tràn ra, một đạo âm thanh bình thản cũng từ từ truyền ra. Không hổ là hậu nhân của Thanh Long nhất tộc và Huyền Vũ nhất tộc, miễn dịch công kích linh hồn, miễn dịch công kích vật chất, thiên phú biến dị còn trên cả Thanh Long lão tổ và Huyền Vũ lão tổ lúc trước. Tiếng nói vừa vang lên, một đạo thân ảnh màu vàng đất cũng từ trong vết nứt không gian kia bước ra, sau đó xuất hiện trước tầm mắt mọi người, cuối cùng ánh mắt nhìn chăm chú vào trên người Lục Lâm Thiên, nói. Đương nhiên, linh hồn phân thân của hỗn độn chi chủ ngươi cũng không dưới hắn. Thậm chí trên một trình độ nào đó còn mạnh hơn một chút. Chỉ tiếc bản thể ngươi sợ rằng khó có thể khôi phục lại nhanh như vậy, linh hồn phân thân cũng không đặt chân đến hư vô chính thức. Dưới hư vô tất cả đều là con sâu cái kiến, các ngươi xem như con sâu cái kiến lớn một chút, nhưng thủy chung vẫn con sâu cái kiến. Ánh mắt Lục Lâm Thiên rơi vào trên thân người đến, khuôn mặt già nua, thân hình to lớn, hai đồng tử quỷ dị, tựa như đôi núi giống nhau như đúc, mang đến cho người một loại cảm giác trầm trọng. Khí tức tràn ra từ quanh thân hắn khiến người như phải đối mặt với một tòa núi cao khổng lồ, từ sâu trong lòng cảm giác được cực kỳ nhỏ bé. Người này thật mạnh. Thân hình tiểu long run lên, mắt nhìn thân ảnh già nua to lớn của lão già kia, dưới khí tức chấn động của hắn cảm giác được nỗi kinh hãi khác thường, khiến lỗ chân lông mở to, tóc gáy dựng đứng. Khí tức kinh khủng kia hắn thật sự chỉ mới gặp lần đầu, quá mức khủng bố rồi. Hai người Lục Lâm Thiên, tiểu long liếc nhau. Trong mắt lập tức xẹt ngưng trọng, dưới loại khí tức khủng bố tuôn ra trong lúc vô hình kia, trong lòng hai người đồng thời tuôn ra một ý niệm. Hư vô chi cảnh. Sắc mặt Lục Lâm Thiên ngưng trọng, người đến là hư vô chi cảnh trong truyền thuyết. Dưới loại khí tức chấn động kia, không gian chung quanh vô thanh vô tức phảng phất như hóa thành vũng bùn vậy, nguyên lực toàn lực khởi động mới có thể chống cự làm loại cảm giác như lâm vào vũng bùn kia một chút. Không nghĩ đến qua nhiều năm như vậy. Hỗn độn thiên thế giới không ngờ lại rơi vào trên người một tiểu tử ngay cả hư vô chi cảnh cũng không đạt đến như ngươi. Giờ sợ rằng ngươi còn không biết có bao nhiêu người đang tìm kiếm nơi hỗn độn thiên thế giới hạ lạc a, không ngờ lại dám ở đây rêu rao, vậy cũng tốt, vừa vặn thành toàn cho ta, tiêu diệt linh hồn phân thân của ngươi, có lẽ cũng có thể biết rõ nơi hỗn độn thiên thế giới hạ lạc rồi. Lão già kia dứt lời, căn bản cũng không có bất cứ động tĩnh gì, mà bỗng nhiên có một đạo quyền ấn lăng không ngưng tụ trên hư không. Quyền ấn một tòa núi cao khổng lồ, bao phủ xuống Lục Lâm Thiên và Tiểu Long. Sắc mặt Lục Lâm Thiên trầm xuống, khí tức nóng bỏng lập tức bắt đầu khởi động, bỗng nhiên phất tay ngưng tụ một đạo hỏa viêm quyền ấn lam sắc đánh ra. Nhiệt độ nóng bỏng kia khiến những nơi quyền ấn đi qua, không gian đều bị đốt thành hư vô, ầm ầm đấu upsilon.ng vào quyền ấn khổng lồ như núi cao kia. Xoẹt! Cùng lúc đó thân ảnh Tiểu Long nhanh như điện, đánh về phía lão giả to lớn già nua. Một đạo quyền ấn khủng bố được kim sắc hỏa diễm bao phủ ngưng tụ, những nơi đi qua không gian nứt vỡ từng khúc. Bành! Dưới tiếng âm bạo trầm thấp, hỏa viêm quyền ấn lam sắc rơi vào trên quyền ấn như núi cao,
lập tức bị phá hủy nổ tung, một cỗ năng lượng phong bạo bắt đầu khởi động, nhưng cũng không thể phá hủy quyền ấn cực lớn kia. Sắc mặt Lục Lâm Thiên lần nữa kinh biến, một kích toàn lực của mình không ngờ ngay cả một quyền của đối phương cũng không cách nào chống cự, thủ ấn bắt đầu cấp tốc khởi động, trong lòng bàn tay, hai đạo cột sáng hỏa viêm hóa thành hai hỏa viêm cự long lam sắc hung hăng đỡ upsilon.ng nhau lao đi. Phụt! Quyền ấn còn chưa bị ngăn cản, hỏa viêm cự long lam sắc đã bị chấn vỡ, lập tức quyền ấn kia ầm ầm rơi vào trên người Lục Lâm Thiên, hóa thành một cỗ lực lượng trầm trọng cuồng mãnh không ngớt không dứt chút xuống trong cơ thể Lục Lâm Thiên, khiến thân hình Lục Lâm Thiên liên tiếp bị đẩy lui, như từng đợt sóng xung kích không ngớt không dứt, sau đó há mồm phun ra mảng lớn vết máu như hỏa viêm dung nham. Ngươi cũng còn sâu cái kiến. Tiểu Long theo một đạo quyền ấn bao bọc kim sắc hỏa diễm xuất hiện trước người lão già già nua kia, lão già chỉ nhàn nhạt liếc qua, sau đó tay phải có chút vung lên trước người, lập tức toàn bộ không gian đột nhiên chấn động, một đạo hào quang năng lượng sáng chói từ trong hư không xuyên thủng không gian, như một đạo thủ ấn không gian hung hăng vỗ vào trên người Tiểu Long. Phụt! Thân thể miễn dịch công kích vật lý của Tiểu Long lập tức bị hung hăng đập bay, trong miệng phun ra một ngụm long huyết. Thân hình chấn bay đến bên người Lục Lâm Thiên mới đứng vững lại được, căn bản không có bao nhiêu lực chống trả cả. Thực lực người này quá mức kinh khủng rồi. Ánh mắt Tiểu Long ngưng trọng, cường giả viễn cổ bán hư vô hắn cũng có thể trả đạp, lực phòng ngự bỏ qua công kích của bán hư vô, nhưng không nghĩ đến người trước mắt lần này mình lại hoàn toàn không có lực chống cự. Dưới hư vô chi cảnh đều là con sâu cái kiến, chuyện này có đạo lý, hai cấp độ, căn bản không cách nào đánh đồng với nhau được. Lục Lâm Thiên, nói cho ta biết nơi hỗn độn thiên thế giới hạ lạc đi, hỗn độn thiên thế giới là của ta. Trong hư không phía trước, từ trong lời nói đạm mạc của lão giả kia lộ ra vẻ tham lam và hưng phấn, thân hình khẽ động, lập tức lướt qua cả phiến không gian to lớn xuất hiện ở trước người Lục Lâm Thiên và Tiểu Long, bàn tay nhẹ nhàng vươn ra, một không gian thủ ấn khổng lồ vặn vẹo không gian bao phủ xuống đỉnh đầu Lục Lâm Thiên. Dưới không gian thủ ấn khổng lồ, khí tức hư vô kinh khủng kia khiến Lục Lâm Thiên cảm giác không cách nào chống lại nổi, cảm giác cực kỳ nhỏ bé. Nhưng trong lúc nguy cấp, Lục Lâm Thiên há có thể e ngại, thái cổ U Minh Viêm thể cũng không phải là quả hồng mềm chịu trà đạp. Mà ngay khi Lục Lâm Thiên đang định toàn lực liều mạng thì bỗng dưng, trên trời xanh có một đạo năng lượng xanh biếc rơi xuống như thiên thạch, dùng tốc độ như tia chớp rơi vào trên bàn tay khổng lồ kia. Xoẹt! Va chạm như thế! Nhưng lại không có âm thanh năng lượng âm bạo quá lớn, chỗ không gian va chạm vặn vẹo càng ngày càng lợi hại, sau đó không gian rạn nứt, năng lượng phong bạo khủng bố lập tức như cụ phong cuốn ra. Sau khi những phong bạo này khuếch tán đến phạm vi nhất định thì lại lập tức đột nhiên ngừng lại, lặng yên không một tiếng động chôn vùi trên hư không. Xì xào. Hư không xa xa không ít ánh mắt hít hơi lạnh, không có âm thanh âm bạo quá lớn, nhưng loại năng lượng cuốn khắp kia mới là hung hiểm nhất. Theo mảnh vỡ không gian kia chấn động, cả phiến không gian rộng lớn đều hóa thành hư vô, thật lâu sau cũng không cách nào khôi phục lại được. Thật mạnh! Loại năng lượng rung động kia như vô thanh vô tức giống như khuếch tán, va chạm bực này đã hoàn toàn vượt qua thánh hồng chi cảnh. Hai người Lục Lâm Thiên và Tiểu Long không khỏi liên tiếp lui về sau, dưới năng lượng bực này, ánh mắt hai người đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Hừ! Cổ họng lão giả kia truyền ra một tiếng dê y dị. Thân ảnh không ngờ lại lảo đảo lui về sau hai bước, ánh mắt hắn bỗng nhiên nhìn lên trời xanh, nói. Là ai đánh lén ta, cút ra đây cho ta. Cổ nham lão quỷ, lúc trước ngươi vốn là một khối hỗn độn ngoan thạch lúc thiên địa sơ khai thành linh, được thiên thánh Đông Hoàng Thái Huyền làm phép, lúc này mới đạt đến hư vô chi cảnh. Không nghĩ đến sau khi thiên thánh vẫn lạc, người vậy mà lại dám đánh chủ ý lên hỗn độn thiên thế giới. Một giọng nữ thanh thúy như ẩn như hiện từ cuối hư không truyền đến, từ từ rơi vào trong phương thiên địa này, nói. Chỉ tiếc cổ nham lão quỷ ngươi cũng không có tư cách đạt được hỗn độn thiên thế giới, khoản sổ sách hôm nay, ngày khác ta tin tưởng tự nhiên có người tìm ngươi thanh toán, ngươi vẫn nên tự cầu nhiều phúc đi. Giọng nữ thanh thúy như ẩn như hiện rơi xuống, đồng thời trước người Lục Lâm Thiên và Tiểu Long tuôn ra một vòng xoáy không gian, một cỗ hỗn độn chi khí mênh mông đập vào mặt. Vòng xoáy không gian này không giống với vòng xoáy không gian bình thường. Trong vòng xoáy, một cỗ lực hấp xả cực lớn bao về phía Lục Lâm Thiên và Tiểu Long, giọng nữ thanh thúy truyền ra, nói. Lá gan hai người các ngươi ngược lại cũng không nhỏ, hiện giờ nên trở về chuyên tâm lĩnh ngộ, trước khi hạo kiếp buông xuống, phải cố hết sức đặt chân hư vô a. Vòng xoáy không gian hấp xả đến,
Lục Lâm Thiên và Tiểu Long tâm hữu linh tê, cảm giác nữ tử đột nhiên xuất thủ tương trợ này không có bất kỳ ác ý nào cả, bởi vậy không có bất kỳ ngăn cản, lập tức vội nhảy vào trong vòng xoáy không gian. Là ngươi, ngươi vậy mà cũng đột phá đến hư vô, chạy đi đâu, hỗn độn thiên thế giới là của ta. Cổ nham lão quỷ từ trong âm thanh tựa hồ đã nhận ra thân phận người được, có lẽ còn là một người quen, sau đó sắc mặt liền trở nên dữ tợn, mắt thấy Lục Lâm Thiên được người cứu đi, ánh mắt như ngọn núi kia cơ hồ như muốn điên lên, lập tức thân ảnh liền lướt đi, bàn tay huy động, một đạo trường ấn khủng bố chụp về phía vòng xoáy không gian kia, năng lượng khủng bố không gì so sánh nổi đông cứng không gian, trường ấn rơi xuống, vòng xoáy không gian lập tức sụp đổ. Cổ nham lão quỷ, hiện giờ ta phải đi, người sao có thể lưu lại được. Giọng nữ thanh thúy từ cuối trời xanh truyền ra, sau đó từ từ tiêu tán, cổ nham lão quỷ cuối cùng không thể lưu lại Lục Lâm Thiên và Tiểu Long, nhìn qua vòng xoáy không gian sụp đổ kia, nhưng lại không thấy dấu vết linh hồn phân thân của Lục Lâm Thiên, tiếng gầm gừ phẫn nộ lập tức cuồn cuộn vang vọng trời cao. Dám phá hỏng chuyện tốt của ta, ta sẽ không bỏ qua ngươi đâu. Đối với cổ nham lão quỷ phẫn nộ gào thét, giọng nữ thanh thúy cuối hư không kia không hề hồi âm, giống như đã đi xa rồi vậy. Chạy mau! Chúng ta đi mau! Trên hư không xa xa bốn phía, không ít hóa hồng cảnh nhìn thấy một màn này, sau khi rung động liền phục hồi tinh thần lại, lập tức nguyên một đám hoảng sợ mà trốn. Cường giả hư vô chi cảnh kinh khủng kia bị người phá hư chuyện tốt, vạn nhất phát tác lên người bọn hắn thì bọn hắn sợ rằng ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Cả đám hóa hồng cảnh lập tức cấp tốc mà trốn, căn bản không dám ở lại đây thêm nữa. Dãy núi xanh biếc, sinh cơ bừng bừng, vòng xoáy không gian lăng không hiển hiện, Lục Lâm Thiên và Tiểu Long đạp không lao ra, thần thái cực kỳ chật vật, đối mặt với hư vô chi cảnh chính thức, thực lực bọn hắn lúc này cũng bất lực như vậy. Đây là... Lục Lâm Thiên nhìn qua dãy núi xanh biếc, nơi này hắn rất rõ ràng, ánh mắt nhìn qua bốn phía, nơi đây trong vạn thế liệp tràng lúc trước. Nơi mà hắn đang đứng lúc này, còn là nơi mà hắn và Huyền Tuyết Ngưng gặp nhau. Lúc đầu trong sơn cốc cách đó không xa, không ít người tranh đoạt nghịch thiên tà long, còn từng dẫn phát một hồi đại chiến huyết tinh nữa. Lúc này lần nữa quay lại đây, thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, Lục Lâm Thiên không khỏi cực kỳ cảm thán, ngay cả Huyền Tuyết Ngưng có lẽ cũng khó mà gặp lại nữa rồi. Lục Lâm Thiên nhớ rõ lúc đầu Huyền Tuyết Ngưng đã từng nói qua, trăm năm sau còn muốn đến tìm mình gây phiền toái. Nhưng giờ không biết đã qua biết bao nhiêu cái 100 năm rồi, hiện giờ cũng không biết nữ tử từng cùng mình có một đoạn duyên phận xương sớm kia hiện giờ đang ở nơi nào nữa. Lục Lâm Thiên, nơi này đã an toàn, cổ nham lão quỷ đã không cách nào làm gì được ngươi nữa rồi. Giọng nữ thanh thúy truyền vào tai Lục Lâm Thiên đang thoáng thất thần. Đa tạ tiền bối tương trợ. Lục Lâm Thiên ngửa đầu nhìn trên không, xuất thủ tương trợ mình là hư vô chi cảnh. Vạn thế liệp tràng đã ở trong thượng thanh thế giới, trong lòng Lục Lâm Thiên cũng suy đoán cường giả này có phải có quan hệ gì đó với thượng thanh thế giới không? Không nên nói cảm ơn, ta và ngươi vốn có một ít tình duyên, nói ra thì. Ngươi và ta cùng thế hệ, nhưng lại là hậu bối ta, tóm lại, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Giọng nữ thanh thúy từ từ nói với Lục Lâm Thiên, âm thanh như đến từ cuối hư không, mờ ảo hư vô. Hạo kiếp buông xuống. Hư vô chi cảnh cũng không cách nào ngăn cản hạo kiếp, có thể ngăn cản trận hạo kiếp này, chỉ có nhân thánh đế phách thiên đại nhân và ngươi, thời gian không nhiều nữa, trở về chuyên tâm lĩnh ngộ đi. Trong khoảng thời gian này các ngươi đã cắn nuốt không ít viễn cổ sinh linh, tin tưởng cũng đủ cho các ngươi lĩnh ngộ rồi. Có thể tiến thêm một bước nữa được hay không thì phải xem chính các ngươi, ở bên ngoài có không ít lão giả hỏa viễn cổ cũng bị các ngươi kinh động, các ngươi cũng không cần thiết phải ra ngoài làm loạn nữa. Lục Lâm Thiên có chút suy nghĩ, sau đó nhìn qua cuối hư không nói. Chúng ta đã rõ ràng, không biết tiền bối rốt cuộc là người phương nào, nếu có thể ta tất sẽ tạ ơn tiền bối. Giọng nữ thanh thúy nói. Ta cũng không cần ngươi tạ ơn, nếu có duyên thì sẽ gặp mặt, có lẽ đến lúc đó gặp mặt ngươi không phải chỉ mình ta. Nghiệt duyên, lại là một đoạn nghiệt duyên, tất cả đợi đến sau hạo kiếp lại nói. Hiện giờ các ngươi có thể trở về rồi. Lời vừa dứt. Giọng nữ thanh thúy không còn hồi âm nữa, triệt để biến mất trong hư không. Thật lâu sau, Tiểu Long phục hồi tinh thần lại, mắt lộ vẻ kinh ngạc nhìn qua Lục Lâm Thiên nói. Lão đại, cường giả này là người phương nào, cũng là cường giả hư vô chi cảnh sao? Ta cũng không biết vị tiền bối này là ai, bất quá hữu duyên thì sẽ tương kiến,
đến lúc đó cảm tạ cũng không muộn. Lục Lâm Thiên nhìn những nơi quen thuộc chung quanh, sau đó nói. Chúng ta quay về linh vũ thế giới đi, thương khung chiến trường sợ rằng không thể đi rồi. Hư vô chi cảnh thật đúng sự khủng bố. Tiểu Long vẫn còn sợ hãi, trong bán hư vô chi cảnh hắn đã xem như không địch thủ, nhưng đối mặt hư vô chính thức lại vô lực như vậy. Khuôn mặt hắn có chút trở nên tái nhợt, con người thâm thúy nổi lên chút chấn động, sau đó nói. Ta nhất định sẽ đặt chân hư vô, chỉ có đến hư vô chi cảnh, mới có thể bảo vệ được linh vũ thế giới. Ân. Lục Lâm Thiên nhẹ gật đầu, dưới hư vô đều là con sâu cái kiến, chuyện đó quả thật không sai. Chỉ có đặt chân hư vô, mới có thể bảo vệ tất cả trong linh vũ thế giới, không đặt chân hư vô, vậy thì chỉ đành vô lực. Thực lực mới có thể bảo vệ tất cả của mình, đạo lý này Lục Lâm Thiên cho tới bây giờ đều hiểu. Cổ nham lão quỷ kia quả thật rất mạnh, bất quá cũng không phải là không có thu hoạch. Giao thủ với hư vô chi cảnh chính thức, tuy rằng có chỗ chịu thiệt, bất quá cũng khiến ta cảm giác được một ít cảm giác hư vô. Thiệt thòi này ăn cũng không oan, sớm muộn gì cũng có một ngày, thiệt thòi này ta sẽ đích thân đòi lại. Tiểu Long lúc này mới phất ống tay áo lau vết máu nơi khóe miệng, có thể đả thương bản thể hắn hiện giờ, cũng chỉ có hư vô chi cảnh mới có thể làm được thôi. Thánh hồng chi cảnh và bán hư vô căn bản không cách nào dung chuyển bản thể hắn được. Quả thật, thiệt thòi này ăn không oan. Khóe miệng Lục Lâm Thiên lộ ra nụ cười khổ. Trong lúc giao thủ với cổ nham lão quỷ, đích thật đã thu được ích lợi không nhỏ, tựa hồ trong lúc vô hình đã bắt được gì đó, loại cảm giác này không cách nào nói rõ được, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, đường đến hư vô, chỉ có thể tự mình lĩnh ngộ thôi. Siêu siêu. Sau một lát, thân ảnh hai người xé rách trường không, sau đó liền biến mất không thấy đâu nữa. Trong 3000 đại thế giới yên lặng bình tĩnh, tin tức linh hồn phân thân của hỗn độn thế giới chi chủ Lục Lâm Thiên và Long Huyền đánh chết mấy chục cường giả viễn cổ và thánh hồng chi cảnh lập tức truyền ra như sấm rền từ thương khung chiến trường. Trong lúc nhất thời khiến 3000 đại thế giới yên lặng bình tĩnh cũng trở nên sôi trào. Đó đều là tồn tại cao cấp nhất giữa thiên địa này, không ngờ thoáng cái lại bị đánh chết mấy chục người, thực lực kia kinh khủng đến cỡ nào chứ? Mà cường giả hư vô chi cảnh chính thức xuất hiện lúc cuối càng thêm khiến hàng tỷ vạn sinh linh kinh hãi. Hư vô chi cảnh, đây là tồn tại chỉ có trong truyền thuyết hàng vạn năm qua. Đồng thời khi tin tức bực này truyền ra, trong thương khung chiến trường cũng không còn cường giả nào ở lại nữa, nguyên một đám cũng chỉ có thể bực tức mà quay về. Không ngờ hai lần tin tức thánh nguyên xuất thế truyền ra, vậy mà đều là do người cố ý. Một lần là tin tức Lục Lâm Thiên cố ý phát ra để hấp dẫn cường giả tiến đến thương khung chiến trường, lần khác lại là do người cố ý bố cục hấp dẫn Lục Lâm Thiên tiến. Hai lần tin tức về Thánh Nguyên, những người khác cũng chỉ để làm nền thôi. Trong linh vũ thế giới phi linh môn, Lục Lâm Thiên gọi bốn người Du Thược, Lục Trực, Lục Phương, Lục Tượng đến, lấy ra Quỷ Tuyệt Lăng Hàn Hoàn, Minh Thần Phệ Huyết Tiền, Long Đế Nghịch Viêm Tỏa, còn có Nhân Tổ Diễn Thiên Thuẫn phân biệt giao cho bốn người Du Thược, Lục Trực, Lục Phương, Lục Tượng. Gặp mặt người nhà một thời gian ngắn, Lục Lâm Thiên và Tiểu Long lại lần nữa tiến vào trong thiên trụ giới lĩnh ngộ. Thấy lúc Lục Lâm Thiên và Tiểu Long trở lại linh vũ thế giới, trên người đều có thương thế, bọn người Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Bạch Linh cũng không hỏi nhiều, thậm chí không nói đến một chữ. Tình huống Lục Lâm Thiên và Tiểu Long ở bên ngoài, bọn người Bắc Cung Vô Song, Bạch Linh, Chu Thần Hy, Hổ Y Trung Quy cũng có thể suy đoán được một ít, vì toàn bộ linh vũ thế giới, bọn hắn đều đang cố gắng, nếu hỏi nhiều, ngược lại chỉ mang đến thêm nhiều áp lực. Tin tức mấy chục cường giả viễn cổ bị đánh chết và xuất hiện cường giả hư vô chi cảnh sau khi sôi trào vài năm trong 3000 đại thế giới cũng tựu dần dần nguội lại. Thời gian trôi qua như cát chảy, nháy mắt đã trôi qua hơn 60 năm. Trong hơn 60 năm này, theo tất cả hỗn độn chi chủ thoát khốn, năng lượng thiên địa trong thiên địa lại lần nữa tăng lên, trong 3000 đại thế giới có không ít cường giả có đột phá, người đột phá đến thánh hồng cũng không ít. Oanh! Trong thiên địa! Một mảnh không gian hỗn độn, sương mù tử mông tràn ngập không gian. Trong hư không, một đạo thân ảnh ngồi khoanh chân, quanh thân một cỗ hào quang chói mắt như thánh quang Phật ảnh không ngừng thẩm thấu toàn bộ không gian, từ xa nhìn lại, phảng phất như dung làm một thế với hỗn độn hư không bao la, trong không gian chung quanh, một cỗ năng lượng bị vô hình liên lụy đến. Toàn bộ thánh quang Phật tượng giữa hư không cũng tựa như một cái vũ trụ cực quang thâm động chói mắt, không ngừng cắn nuốt lấy năng lượng thiên địa. Một cỗ năng lượng thiên địa bị hấp xả vào,
cuối cùng đều như phô thiên cái địa rơi vào trong thân ảnh kia, những năng lượng thiên địa này một khi tiếp xúc đến chung quanh thân ảnh ấy thì lập tức bị cưỡng ép thôn phệ vào, theo ngày càng nhiều năng lượng thiên địa bị cắn nuốt, một cỗ chấn động khủng bố trên thân ảnh kia cũng như sóng xung kích không ngừng khuếch tán ra. Ở trong đó còn có một màn càng thêm huyền ảo, chỉ thấy khuôn mặt thân ảnh hư ảo kia lúc này lại không ngừng biến hóa, một hồi là một đại hán tuấn lãng, một hồi lại rõ ràng là bộ dáng thần linh Quảng Hồng, cả hai khuôn mặt luân chuyển biến hóa, cực kỳ huyền ảo. A, à, theo khí tức trên thân ảnh kia chấn động càng ngày càng lợi hại, cuối cùng khiến toàn bộ không gian cũng vặn vẹo, sau đó một tiếng hét lời tựa như phạm âm Phật hiệu từ trong miệng uống ra, nhất thời, toàn bộ không gian gợn sóng ngập trời. Khí thế vô cùng mênh mông phun trào ra như núi lửa, nương theo thiên uy khủng bố phô thiên cái địa bộc phát ra. Ầm ầm. Giờ khắc này, toàn bộ 3000 đại thế giới đều ầm ầm run lên, hàng tỷ vạn thiên địa sinh linh trong lòng tự dưng run lên, phía trên hư không, nguyên một đám thân ảnh già nua đặt chân hư không, ánh mắt đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Chúc mừng thánh tổ khôi phục đỉnh phong. Thiên uy cuồn cuộn, trong một tòa đại lục, đông đảo thân ảnh rậm rạp chằng chịt run rẩy phủ phục xuống. Âm thanh kính sợ vang vọng khắp nơi, khiến mặt đất cũng trở nên run rẩy. Lúc này tất cả mọi người trên đại lục đều hiểu rõ, đợi trăm năm rồi, tổ tiên thần linh tộc, tồn tại cường đại nhất thần linh, thần tộc rốt cục khôi phục đến đỉnh phong, toàn bộ thần linh tộc rồi sẽ rầm rộ trong thiên địa, từ nay về sau không còn bất kỳ chủng tộc nào có thể đánh đồng với thần linh tộc nữa rồi. Ha 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 ha, một đạo thánh quang phóng lên trời, hóa thành một đạo thân ảnh cổ xưa. Quanh thân bao vây lấy hào quang thần thánh, tiếng cười to như sấm sét truyền ra, nhìn đám thân ảnh đang quỳ kia, nói. Tử tôn của ta, thần linh nhất tộc ta muốn đặt chân đến đỉnh phong thiên địa, đã đến lúc tìm kiếm nơi hạ lạc của hỗn độn thiên thế giới rồi. Thánh tổ, chúng ta đã sớm có tin tức, đã biết được phương vị đại khái của hỗn độn thiên thế giới. Hai người thần linh thiên cơ, thần linh phạt thiên tiến lên, trong thời gian trăm năm này. Hai người tựa hồ cũng đã nhận được chỗ tốt cực lớn nào đó, tuy rằng vẫn chưa thể đặt chân đến hư vô chính thức, nhưng cũng đã đến cấp độ bán hư vô rồi. Như thế tốt lắm. Lời trong hào quang thần thánh vừa dứt, sau đó một cỗ khí tức cổ xưa man hoang thương cổ đột nhiên tràn ngập ra, mà ngay khi khí tức cổ xưa man hoang thương cổ kia tràn ngập, trên trời xanh cũng có vòng xoáy không gian từ từ bay lên, sau đó ở trên không trung hóa thành một vòng xoáy có chút thần dị. Phảng phất như tương liên với cửu thiên, một cỗ uy áp cực lớn kỳ lạ chợt khuếch tán khắp thiên địa. Tất cả hỗn độn thế giới chi chủ nghe đây, 3 ngày sau, tiến đến hỗn độn thiên thế giới, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Tiếng quát vang vọng, tiếng gầm cuốn khắp nơi, khiến phần đông sinh linh thần linh nhất tộc đều cảm thấy rung động từ tận linh hồn. Nguyên một đám tộc nhân thần linh nhất tộc đều cúi đầu xuống, phủ phục không dám nhúc nhích. Dưới uy áp kinh người kia, phảng phất như bọn hắn chỉ cần hơi ngẩng đầu lên một chút thôi liền sẽ bị uy áp kinh khủng kia sinh sinh ép cho nổ tung. Dưới loại uy áp khủng bố kia, tất cả mọi người đều cảm thấy sợ hãi. Thời gian cuối cùng đã tới. Trong một không gian hỗn độn, thân ảnh cao gầy bá đạo ngồi trong hư không, năng lượng vô cùng mênh mông cuồn cuộn bao lấy, bỗng dưng, hai mắt mở ra, khí tức cổ xưa vô cùng bá đạo nhộn nhạo. Như gió bão cuốn khắp hư không, mảnh vỡ không gian như sóng xung kích bắn lên trời cao. Trong thiên trụ giới tầng thứ 9, Lục Lâm Thiên ngồi thẳng, trên lam bào quanh thân dung nham lam sắp tràn động, khí tức hủy diệt nóng bỏng âm hàn chấn động, khí tức khủng bố khiến toàn bộ không gian đều nhộn nhạo không ngớt. Cách đó không xa, một thanh niên mặt kim bào ngồi khoanh chân, quanh thân hư ảnh một đầu thanh long và hư ảnh một đầu huyền vũ không ngừng xoay tròn. Kim sắc hỏa diễm sôi trào gào thét, khí tức đáng sợ đến cực điểm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 167.